Anh trao truyền bắt quan trai giới cho hàng Phật tính con. Tu nữ như Pháp, con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức. Kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con nằm kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Minh Hạnh đã thay mặt cho tăng truyền bác quan trai giới chẳng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn Sư Chuệ Ngọc đã thay mặt giới tử để thọ bác quan trai giới. Nam Mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Mạc trên mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con đang nhận việc thành kính ảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Thắng Pháp Phổ Thông, bài 1 Thắng Pháp Tập Yếu, Phi Đàm Mạc Sang Cá Hát. Thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng giải. Sau đây là phần chánh văn của bài học hôm nay. Bài học hôm nay Thắng Pháp Phổ Thông, Thắng Pháp Tập Yếu, Abhidhamma Sangha, phần 1, xưng tán. Thú Thị Quách Chánh Á. Chánh văn Sama Sambuddha Mattulang Sasatthamma Ganuttamang Abhivadiya Bhasisang Abhidhammatha Sangkahang. Lễ chánh giác vô tỷ cùng vi diệu pháp bảo và vô thượng tăng chúng xin yếu lực thắng pháp. Cung kính đảnh lễ đến chánh biến tri vô tỷ cùng diệu pháp và vô thượng tăng chúng. Tôi sẽ trình bày thắng pháp tập yếu. Sau đây là phần chú giải. Giải thích từ ngữ Samma Sambuddha, do từ ngữ là chánh biến tri, tam hiệu tam bồ đề, chánh đẳng chánh giác. Atula là dục vô tỷ vô song. Sasatthamma do từ sa cộng sattamma, nghĩa là cùng với diệu pháp. Ganuttamang do từ gana cộng uttamang là vô thượng tăng chúng. Abhivadiya là sau khi thành tâm đảnh lễ. Ha xích sằng là tôi sẽ nói. Abhidhammatha Sangha là yếu lực thắng pháp, cũng là tên tập sách này. Phần chú thích: đây là kệ xưng tán mở đầu cho quyển thắng pháp tập yếu. Về hình thức thì quyển kinh quan trọng này bao gồm cả hai văn xuôi và thi kệ. Đấng chánh biến tri Samma Sambuddha mang hai ý nghĩa: bậc tự mình giác ngộ không thầy chỉ dạy và là bậc toàn tri. Chữ Atula vô song hay vô tỷ là sự xưng tán chỉ riêng cho chư Phật toàn giác. Mặc dù tất cả chư vị A-la-hán đều chứng đạt cứu cánh giải thoát Niết Bàn, nhưng chỉ có Đức Phật là vô song với Phật trí không giới hạn. Cũng vì thuật ngữ mang nhiều ý nghĩa không thể chuyển tải trọn vẹn trong một từ vựng, nên trong Sa Hán Tạng cũng chọn cách phiên âm là tam miệu tam bồ đề. Diệu pháp Sattdhamma là lời dạy của Đức Phật bao gồm pháp học, Pariyatti pháp hành, Patipatti và pháp thành, Patiweddha pháp học tam tạng giáo điển với luật tạng, Vinayapitaka kinh tạng, Suttapitaka và thắng pháp tạng, Abhidhammapitaka. Pháp hành là sự tu tập giới, Sila định, Samadhi và tuệ ban nhà. Pháp thành chỉ cho bốn đạo Magga và bốn quả Phala. Vô thượng tăng chúng Ganuttama chỉ cho đệ tử của Đức Phật bao gồm tăng theo quy ước Sammutisangha và tăng theo quả chứng Sangha. Chữ Gana có nghĩa là nhóm người hay cộng đồng, ở đây đồng nghĩa với chữ Sangha tức là tăng già. Tăng theo quy ước là đơn vị gồm bốn tỳ kheo hay tỳ kheo ni trở lên
thọ giới pháp theo truyền thống, tăng theo quả chứng hay thánh chúng gồm những vị chứng đạo và chứng quả, đạo quả thất lai, đạo quả nhất lai, đạo quả bất lai, đạo quả vô sanh. Thắng pháp Abhidhamma ở đây là một thuật ngữ chỉ riêng bộ phận giáo pháp, không phải là từ ngữ mang tính cách xưng tán như chữ diệu pháp Sadhamma ở trên. Thắng pháp là pháp được trình bày mang tính chính xác, chứ không phải nói theo đại loại. Thí dụ như một người khen pho tượng cân đối. Chữ cân đối là chỉ mới là một khái niệm tổng quát, nhưng nói chính xác thì phải nêu rõ tỷ lệ chiều cao và chiều ngang tương xứng thế nào. Nói đến tỷ lệ, phải nói đến mực thước cụ thể. Thắng pháp là bộ phận giáo pháp được trình bày theo cách vĩ mô. Thí dụ, trong một hạt bụi hay giọt nước đều có cả bốn đại: đất, nước, lửa, gió, chứ không phải cách nói thường thức trong lửa không có nước, trong nước không có lửa. Thắng pháp là pháp được trình bày theo hệ thống, chứ không phải tùy vào căn tánh người nghe hay duyên sự. Thí dụ như thuốc kê toa tùy theo bệnh nhân khác với thuốc được bào chế từ công ty dược phẩm. Chữ Sangha là do từ sang cộng gra, dịch là yếu lược hay toát yếu. Ở đây có thể hiểu như cẩm nang, mang ý nghĩa đặc biệt về sự tương quan giữa quyển sách này và thắng pháp tạng. Thông thường, những toát yếu là cách trình bày cô động, ngắn gọn cho mục đích dễ nhớ. Nhưng riêng quyển sách này thì sự yếu lược mang mục đích là giúp người học có cái nhìn tổng quan về bố cục của thắng pháp tạng và để nắm được những điểm chính mà từ đó đi vào thế giới bao la của thắng pháp. Khác với kinh tạng, không ai có thể đọc thẳng vào thắng pháp tạng như đọc một quyển sách. Quyển sách này giống như một sổ tay hướng dẫn, manual, cho một bộ máy tinh vi to lớn được mua về, chứ không phải chỉ là tóm lược, tức là summary, cho một bài học dài. Đến văn hôm nay, bài học hôm nay đã chính nhất, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng Từ Bi giảng giải rộng nghĩa. Cảm ơn cô Lâm Tiểu Nguyệt. Một thời gian, kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta chính thức bước vào tác phẩm Thắng Pháp Đặc Yếu. Mặc dù thông thường lời kinh xin đáng hay lễ Phật, lễ Tam Bảo đầu tiên thì không có nhiều ý nghĩa để nói. Nhưng mà riêng đối với tác phẩm này thì lời xin tán cần đặc biệt được đi sâu một chút vào ý nghĩa, sẽ có nhiều cái lợi ích cho người học về thắng pháp. Thứ nhất, thưa quý vị, khi mà quý vị học giáo trình thắng pháp phổ thông này thì quý vị sẽ thấy rằng một ở trong những công việc mà chúng tôi sẽ làm đó là cố gắng để không đưa vào trong bài học quá nhiều cái chi tiết mà làm cho quý Phật tử rối thêm. Bởi vì nhiều năm học và dạy thắng pháp đó thì chúng tôi có cái kinh nghiệm là cái vấn đề chính của sự học thắng pháp mà làm cho người học mà khó đi xa được, đó là mỗi một bài đó mang quá nhiều chi tiết, mang quá nhiều con số, mang quá nhiều khái niệm, và chính cái nhiều đó đó nó làm cho cái môn thắng pháp trở nên rối bời. Và theo chúng tôi thấy thì nó không có lợi gì cho người học hết. Mà thực tế thì các vị giảng sư hay có cái khuynh hướng là đem vào trong bài học càng nhiều chi tiết càng tốt. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều như vậy, là cái mục đích của lớp học đó là cái sự truyền đạt. Và mục đích của sự truyền đạt có nghĩa là chúng ta có thể theo dõi, nắm bắt
và lãnh hội, chứ không phải sự truyền đạt có nghĩa là một cái sự trưng bày ra mà người ta nhìn vào đã thấy ngục rồi. Do đó trong các bài học sẽ rất là ngắn, rất là đơn giản, đúng với cái tinh thần gọi là phổ thông. Và quý vị thấy rằng ngay cả trong cái sự trình bày thì chúng tôi đã lược bớt, không có để là Bali văn rồi Thích văn rồi bản dịch tiếng Việt vân vân. Tại vì để nhiều mục như vậy có thể nó không có gì. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử mặc nhiên đã nắm được điều đó khi mà quý vị nhìn vào trong bài học. Lấy ví dụ là bài học ngày hôm nay quý vị nhìn vào trong phần chánh văn đó, thì quý vị sẽ thấy là có Pali, có tiếng Việt theo dịch theo thể kệ, và có một phần văn xuôi để cái lời nó được sát với cái nguyên văn Pali. Và sau đó thì chúng tôi có chú thích tình chữ của bài kệ. Thì như vậy quý Phật tử thấy rằng gồm chung cả bốn phần vào trong một cái gọi là chánh văn, trong một cái đoạn gọi là chánh văn mà chúng tôi không phải nhiều. Và bài học thì ngoài chánh văn thì chúng tôi sẽ để phần dưới là chú thích. Trong phần chú thích này dĩ nhiên là chúng tôi sẽ lược giải những gì mà đề cập ở phía bên trên, nó làm cái cơ sở cho cái bài học mỗi ngày. Và riêng trong phần chú thích đó thì chúng tôi làm một việc mà quý Phật tử đã có nhiều vị đã nói với chúng tôi là trong cái lớp Phật pháp cơ bản đó, quý vị thấy rất là lợi ích đó, là mỗi một cái đoạn văn đó nó khởi đầu từ một cái câu, và cái câu đó nó chứa đựng cái ý nghĩa trọn cả đoạn văn đó, rất là hàm súc. Và cái câu đầu đó đó được viết bằng chữ nghiêng. Thì như vậy nhìn vào cái chữ nghiêng đó là quý vị có thể nhớ được cái gì là cái điểm chính, điểm đính, điểm cần phải lưu tâm của bài kinh. Và nếu chúng ta muốn đi vào chi tiết thì những cái dòng chữ tiếp theo, cái hàng chữ nghiêng đó quý vị sẽ thấy được. Thì đây là một cách mà quý Phật tử có thể hiểu. Ví dụ như trong bài học ngày hôm nay chúng tôi có 6 đoạn. Sáu đoạn, mỗi một đoạn bắt đầu với một câu chữ nghiêng. Thì 6 đoạn văn với một đoạn bắt đầu câu chữ nghiêng đó là được xem như là 6 điểm mà người học có thể nhớ được. Nếu quý vị không có muốn đọc nhiều chỉ đọc một chữ nghiêng, và từ cái dòng chữ nghiêng đó quý vị có thể liên tưởng được, thì như vậy là có thể nhớ. Do vậy bài học này thì chúng tôi đặc biệt là làm sao để giản dị hóa cho từng kệ ngôn, từng phần của bản dịch Abhidhamma Sanghaha hay là Thắng Pháp Tập Yếu, nhằm vào mục đích là làm thế nào mà quý Phật tử có thể cảm thấy dễ học hơn, dễ hiểu hơn và thấy ít có rối hơn. Một trong những điểm mà chúng ta cần phải chú ý là sự trình bày thắng pháp thường rất là xa lạ, rất là nhiều chi tiết và rất là rối, khó biết cái nào trước cái nào sau. Nên cái một ở trong những cái chuẩn mực mà chúng tôi đưa ra cho cái giáo trình thắng pháp phổ thông này là như vậy. Thì quý vị, trước nhất là chúng ta đi vào cái ý nghĩa của lời xin tán của bài kinh này. Trong bài sinh tán thì thật ra đó cái chữ Avivadiya, tức là lấy giá là từ chữ Vedanti, Vedanti là đảnh lễ, kính lễ, có chỉ động từ Afi ở đây, tức là đảnh lễ một cách cung kính, động lại một cách chí thành, và chí thành đảnh lễ hay là nhất tâm đảnh lễ hay thành tâm đảnh lễ. Thì á phía đây là một cái tiếng đồn ngữ mà để nhấn mạnh là sự đảnh lễ thì là một sự đảnh lễ cao vời, một sự đảnh lễ với cái sự hiểu biết sâu xa về ân hạnh của ba ngôi tam bảo. Và đảnh lễ gì?
đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp và đảnh lễ Tăng. Và Phật Pháp Tăng ở đây thôi, được sử dụng với những cái từ ngữ mang tính xưng tán và vừa ca ngợi xưng tán, nhưng mà chúng ta phải hiểu. Đầu tiên thì thưa quý vị, chúng ta thường đảnh lễ Phật, hay là chúng ta đảnh lễ Phật Bảo. Nhưng mà khi chữ Phật mà được đảnh lễ đó, thì thông thường nếu mà có cái điều kiện về lời hay là về ngữ cảnh, thì thường chúng ta không gọi Phật đơn giản là Buddha là Phật, mà chúng ta gọi Đức Phật là Samma Sambuddha. Samma Sambuddha. Thì cái thuật ngữ Samma Sambuddha đó là một chữ mang một số cái ý nghĩa tế nhị trong Phật Pháp, riêng ở trong Phật Pháp thôi. Và ý nghĩa này do không thể chuyển tải hay lột tả bằng một cái từ dịch đơn thuần, nên quý vị sẽ thấy ra một điều đó là những dịch giả Trung Hoa thời xưa, khi mà đụng phải một chữ gì mà họ thấy rằng khó dịch trọn vẹn thì họ hay phiên âm. Ví dụ chúng ta có chữ Nirvana âm là Niết Bàn, hay là chúng ta có một số các cái chữ dù là tên người hay là ý nghĩa của Pháp, mà qua đó đó người ta thấy rằng rất cần để đào sâu và nhiều khía cạnh hơn là chỉ đọc trước thì họ phiên âm. Và do đó họ phiên âm với chữ Samma Sambuddha là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nói về chữ này thì chúng tôi thưa rằng nhiều khi có một số phần tử đại loại là chúng ta không có quen với phản ngữ, khi chúng ta đọc chúng ta hay hay nhìn chữ mà chúng ta giảng, thì ví dụ chữ Tam Bồ Đề có nhiều vị nghĩ rằng có ba thứ tuệ giác, hay là chúng tôi thậm chí nghe một vị thầy giảng đó là Tam Minh, nhưng mà thật ra chữ Tam Bồ Đề đây nó hoàn toàn là cái chữ phiên âm. Chữ Tam ở đây không phải là ba, mà Tam Bồ Đề là Sambuddha, và Tam Biểu ở đây là cũng chữ Tam ở đây cũng không phải là con số ba. Chữ Tam trong này, Tam Biểu Tam Bồ Đề là cái phiên âm của chữ Samma Sambuddha. Dạ, Samma Sambuddha. Chữ Samma Sambuddha được dịch là chánh biến tri. Samma là chánh, là chính xác, là đúng. Sambuddha gọi là hiểu biết hoàn toàn. Và Samma Sambuddha là hiểu đúng và hiểu tròn. Hiểu đúng và hiểu tròn gọi là chánh biến tri. Và ở đây có một cái chữ nó cũng hơi khó một chút, là chữ Sambuddha nó mang hai ý nghĩa. Một, Sambuddha là hiểu biết hoàn toàn hay là toàn tri, và Sambuddha có thể chữ Samma và Buddha, vậy là chính là cái vị Phật. Đó là vị Phật. Do đó ngoài chữ chánh biến tri, chúng ta còn có chữ chánh đẳng chánh giác. Dạ, chánh đẳng chánh giác tức là chính là bậc chỉ đẳng đẳng cấp đó. Chính là bậc giác ngộ chân thực. Thành ra trong chữ Hán, thưa quý vị, ngoài chữ chánh biến tri còn có chữ chánh đẳng chánh giác, và đôi khi viết độc tắc là chánh đẳng giác. Dạ, bậc chánh đẳng giác. Và trong cái chữ Samma Sambuddha mà nó nói về nghĩa giải thích đó, thì mang hai ý nghĩa mà quý vị phải nhớ đó. Sambuddha là toàn tri, mà Sambuddha cũng có nghĩa là
tự mình giác ngộ. Hay ý nghĩa này luôn luôn phải gắn liền, tức là một vị Phật toàn giác đó là vị đó phải tự mình giác ngộ. Mặc dù hồi nhỏ khi còn thời niên thiếu, Đức Phật của chúng ta ở tại các Tỳ La Vệ thì ngài có học về chữ nghĩa, ngôn ngữ, về kiến văn với các vị thầy rất là lỗi lạc được vua thỉnh thoảng mời đến. Mặc dù sau đi khi đi xuất gia, ngài có đến với những vị như là Uttaka Ramaputta hay là Arahata Kalama, nhưng mà những vị này không phải là những vị đã truyền đạt cho ngài những gì giác ngộ, mà những vị này chỉ dạy những cái pháp hành thiền đạt đến được vô sắc. Và cái phương pháp khổ hạnh mà ngài thực hành 6 năm đó cũng không phải là điều mà gọi là giác ngộ sau này. Những giáo lý như là tứ đế, giáo lý duyên khởi và toàn bộ giáo pháp của Đức Phật thì thưa quý vị là do ngài tự thân giác ngộ, tự mình giác ngộ. Do đó ngày xưa đó, nếu mà quý vị mà tụng kinh bên Nam Tông có chữ là con đeo hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, câu A đó ngài là bậc cúng cao thường được chứng quả chánh biến khi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Cái do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy đó là một chữ được, một cái ý nghĩa được nhấn mạnh, và nhấn mạnh tức là tự thân giác ngộ. Điều này khác với chư Phật, chư vị A La Hán thinh văn, là tất cả những vị thinh văn dù lỗi lạc đến đâu nhưng tôn giả Sắc Lợi Phất thì khởi đầu là do sự khai thị và sự khai thị của Đức Phật. Và nói đến văn nghĩa, cái nền tảng giáo pháp thì các vị này được học lại từ Đức Phật. Và ví dụ tôn giả Sắc Lợi Phất trình bày những cái hệ thống kinh điển qua kinh Phúng Tụng, kinh Thập Thượng v.v. thì cũng là trùng tuyên lệ những gì Đức Phật dạy và giảng rộng đó thôi, chứ các vị không phải tự thân giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật là vị tự thân giác ngộ và giác ngộ một cách hoàn toàn. Thì theo trong kinh đó, cái trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác, trí tuệ bị chánh tri gọi là vô biên trí. Và vô biên trí có nghĩa là cái trí tuệ không có giới hạn. Ngài Maha Kassapa, ngài Sariputta, ngài Mukkalana, ngài Anuruddha v.v. các vị có những cái thù thắng như là có thể nhìn thấy bằng thiên nhãn cả ngàn cái thế giới như ngài Anuruddha, hay là các vị có thể nhớ lại một ngàn kiếp quá khứ, hay các vị có thể nhìn thấy nhiều sâu. Nhưng mà tất cả chư vị thiên văn dù lỗi lạc, dù đạt đến cái cao độ nào thì cái khả năng về túc mạng minh, về sanh tử minh, về lậu tận minh đều có cái chừng mực, có giới hạn, giới hạn nào đó. Nhưng mà Đức Phật thì không có giới hạn đó. Và cái trí Đức Phật gọi là vô biên trí. Và vô biên trí, vô biên trí có nghĩa là ngài muốn nhớ 100 kiếp thì ngài sẽ nhớ 100 kiếp, ngài muốn nhớ 1000 kiếp thì ngài nhớ 1000 kiếp, ngài muốn nhớ 100.000 kiếp thì muốn nhớ 100.000 kiếp, tức là ngài muốn nhớ tới bao giờ thì cái trí tuệ Phật có thể đi nhớ trên đó. Đó là một cái khả năng rất là đặc biệt. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là nói về đồ cổ thì có nhiều cái trình độ khác nhau. Một cái nhà chuyên về sưu tập đồ cổ bình thường đó thì có thể biết được cái niên lịch của đồ cổ dựa trên lịch sử, ví dụ như là dựa trên cái chữ viết, dựa trên con dấu, ví dụ như là cái chén này làm bởi đời nhà Minh năm Sùng Chính thứ mấy thì có thể tiên liệu là cái đó làm trong thời gian đó. Nhưng mà với một cái phòng đáp, một cái phòng chuyên về và để giảo nghiệm cổ vật và bất cứ thứ gì thì các vị có thể biết được một cái vật thể, một cái cây không phải chỉ vài trăm năm, vài ngàn năm, có thể hàng triệu năm. Ví dụ như người ta nói rằng cái phiến đá đó đã có mặt trên trái đất là 50 triệu năm, hay là người ta nói rằng một cái chủng loại nào đó họ dựa trên DNA thì họ có thể biết là cái chủng loại đó nó đã có trên trái đất bao nhiêu năm. Thì thứ gì cái cách mà giảo nghiệm bằng carbon, giảo nghiệm bằng DNA đó, nó vượt xa cái giảo nghiệm về đồ cổ,
của những vị mà biết về lịch sử, biết về những gì được ghi, được khắc ở trên những con dấu. Cái nhìn nó khác nhau, thì chư vị A-la-hán, thì ví dụ như là nói về túc bằng minh, tức là nhớ về kiếp quá khứ, thì có những vị có thể nhớ được 100 kiếp, có vị nhớ được 1000 kiếp, nhưng mà bất cứ ý nhớ nào của chư vị thiên văn đều có giới hạn. Và đối với Đức Phật gọi là vô biên trí, không có giới hạn. Do vậy ở đây dùng cái chữ Atula. Atula là vô song hay là vô tỷ, tức là không có một vị nào sánh bằng. Bất cứ vị nào mà muốn vị này nào mà phát nguyện thành vị chánh đẳng chánh giác thì thường có một cái đại nguyện là sẽ thành tựu vô biên trí. Cái trí tuệ không có ngăn ngại, trí tuệ không có giới hạn. Và đây là một trong những điều mà rất là khó để nói hết vị chánh đẳng chánh giác. Vì vậy chúng ta nhớ là chữ Samma Sambuddha có hai nghĩa chính, là toàn tri, tức là biết được tất cả, và thứ hai là tự thân giác ngộ, tức là bởi vì tự mình giác ngộ không có thể chỉ dạy. Và chữ này đó được dịch nhiều chữ trong chữ Hán là chánh đẳng chánh giác, hay nói tắt là chánh đẳng giác, hoặc giả là chánh biến tri, hoặc giả là chánh giác. Samma Sambuddha dịch là chánh giác, và dịch là toàn giác. Và đôi khi người ta thấy rằng chữ nào dịch cũng không hết nghĩa. Thí dụ như ta thấy hai nghĩa là toàn tri và tự mình giác ngộ, tự thân giác ngộ, hai chữ đó không thể dịch chung một chữ, một cụm từ được. Do đó ta âm là tâm miệu tâm bồ đề. Tâm miệu tâm bồ đề. Và trong chữ Hán có đôi khi người ta có cái cách gọi là A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Na La là Anuttara, Samma Sambuddha. Như quý vị nào mà có trong kinh chữ Hán, có trong bài kinh Bát Nhã có cái cụm từ là A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là A Nậu Na La là vô thượng, vô song. Nó giống như chữ Atula ở đây vậy đó. Là một vị chánh đẳng vô thượng, chánh đẳng chánh giác, A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và khi mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta phải để ý rằng thường thường trong bản dịch chữ Hán mà chữ thuật ngữ nào mà mang quá nhiều ý nghĩa quan trọng lắm, không thể lột tả hết trong một từ dịch đó, thì người ta thường phiên âm. Thế nên chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề ở đây là để phiên âm chữ Samma Sambuddha, Samma Sambuddha. Sathama, Sathama, chữ xá ở đây là nghĩa là cùng với. Sathama là diệu pháp, chữ diệu pháp. Thì thưa quý vị, trong cái phần chú thích chúng tôi có ghi đó là trong bài kệ này chữ Thamma được đề cập đến mang hai cái trong hai từ khác nhau, và một từ đầu gọi là Sathama. Sathama thì là diệu pháp hay là vi diệu chánh pháp. Và chữ sau là Abhidhamma, và chúng tôi dịch là thắng pháp. Thì chúng tôi muốn quý Phật tử nên thấy được một điểm là lý do tại sao mà mặc dù chúng tôi là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Sự, theo học Hòa Thượng Tịnh Sự, và Ngài Tịnh Sự Ngài thường dùng cái chữ vi diệu pháp, mặc dù Ngài Tịnh Sự Ngài cũng dùng cái chữ thắng pháp, nhưng mà ít thôi. Ngài thường dùng vi diệu pháp, mà chúng tôi lại không dùng chữ vi diệu pháp, mà ở đây chúng tôi dùng chữ thắng pháp. Tại vì cái chữ vi diệu pháp đó, nó mang cái tính thép là danh từ xưng tán hay là ca ngợi. Danh pháp vi diệu, hay là vi diệu pháp. Chúng tôi rất là ngại là quý Phật tử đi vào một cái hiểu lầm ngộ nhận là chỉ có pháp này là vi diệu, mà trong kinh đạn thì không vi diệu bằng, không phải như vậy. Chúng ta không có nói thuốc này là cái thuốc này là cao hơn thuốc kia, hệ thuốc chữa được bệnh đều là thuốc hay hết. Thật ra có những thuốc rất là mắc tiền nhưng không chữa được bệnh thì nó không gọi là hay với người đó, mà chữ thuốc hay đó là nó áp dụng chung cho tất cả thuốc chữa được bệnh. Thật ra trong cái
lớp Phật pháp Buddha-dhamma này, chúng tôi không có dùng chữ vi diệu pháp, mà chúng tôi dùng chữ thắng pháp. Và chữ thắng pháp mang một ý nghĩa riêng, mà lát nữa chúng tôi sẽ đề cập đến trong đoạn cuối. Thì chữ sách tha má ở đây là diệu pháp. Thật ra thì chữ sách tha má ở đây cũng là một cái tên của lớp thắng pháp, của lớp Buddha-dhamma mà ngày xưa chúng tôi đã từng. Nhưng mà sau đó vì lý do đặc biệt chúng tôi đổi qua lớp Buddha-dhamma. Thì sách tha má ở đây hay là diệu pháp chỉ cho pháp của Đức Phật. Dạ, pháp của Đức Phật. Thì pháp của Đức Phật nói cho trọn vẹn theo tổng quan. Dạ. Nói theo tổng quan thì có ba phần là pháp học, pháp hành và pháp thành. Dạ, pháp thành. Pháp học thì gồm có tam tạng kinh điển, là kinh tạng, lợi lục tạng, kinh tạng, thắng pháp tạng. Ở đây thưa quý vị, cái cách mà nói là kinh lục luận á, hay là kinh lục và thắng pháp là nói theo Hán tạng nha. Nói theo kinh tạng á, thì lục tạng phải nói đầu. Dạ, lục tạng nói đầu. Rồi kế là sau lục tạng là kinh tạng, sau kinh tạng thắng pháp tạng. Thật ra thì kinh tạng thắng pháp tạng trong một thời kỳ thời Đức Phật còn tại thế là một tạng, là chung một tạng. Sau này được tách rời làm hai, là thời chúng ta có ba. Thời Đức Phật tại thế chỉ có pháp và luật thôi. Cái pháp đó là chỉ cho là bao gồm trong kinh tạng và thắng pháp tạng, và luật chỉ cho luật tạng. Và luật tạng là chỉ là giới pháp của người xuất gia. Còn kinh tạng theo pháp tạng là chung là về giáo pháp. Thật ra đối pháp học thì chúng ta có ba tạng là lục tạng, kinh tạng và thắng pháp tạng. Về pháp hành đó, thì là cái phương pháp thực hành thì đối với giới học, giới định tuệ, giới định tuệ và pháp hành. Pháp hành về điểm này thì được giảng trong Thanh Tịnh Đạo, được giảng trong nhiều thứ. Nhưng mà giới định tuệ là một cái con đường tu tập dẫn đến giác ngộ giải thoát theo một cái trình tự mà Đức Phật giảng giải. Về pháp thành đó, thì có bốn đạo bốn quả, và thành ra nói đến bốn đạo bốn quả phải nói đến niết bàn. Nhưng mà chúng tôi không kể niết bàn ở tại đây, tại vì niết bàn không phải là quả của, không phải là cái quả sản sinh ra cho do sự tu tập, mà niết bàn là cái điểm đến sau khi thành tựu rốt ráo cứu cánh. Nhưng mà có nhiều vị đó, như vị đại là nói pháp thành đó, gồm bốn đạo bốn quả và niết bàn, điều đó cũng không sai, nhưng mà chúng ta rất là cẩn trọng không nêu lên niết bàn ở tại đây. Thì là bốn thánh quả, bốn đạo bốn thánh quả. Thì như vậy là giáo pháp qua pháp học, pháp hành, pháp thành, mà chúng ta gọi là diệu pháp. Và trong cái bài kinh này, do một cái lý do đặc biệt mà về thi kệ đó không dùng cái chữ sanh khát hay là tăng già, mà dùng chữ gá ná. Nhưng mà gá ná này đi với gá nắp ta măng, gọi là hội chúng vô thượng và hội chúng tối thượng. Thì cái hội chúng tối thượng ở đây chỉ cho tăng chúng, gá ná, gá nắp ta măng, gá ná cộng với uttama. Uttama là tối thượng, và gá ná là một cộng đồng hay tăng chúng. Thì thứ gì chúng ta nên nhớ rằng tăng được chia theo hai, một là quý bút tí sang khác, quý bút tí sang khác tức là tăng theo quy ước. Tăng theo quy ước này là một cái đơn vị từ bốn vị tỳ kheo hay là bốn vị tỳ kheo ni trở lên. Bốn vị tỳ kheo, bốn vị tỳ kheo ni trở lên. Và gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni tức là những vị được thọ giới pháp theo đúng theo truyền thống, và là thành viên của tăng chúng. Thì ở đây thí dụ như ngày hôm nay người ta nói đến cộng đồng tăng chúng, như hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng dùng chữ tăng thân, hay là bên
bên Tây phương bây giờ họ có dùng cái chữ gọi là monas, gọi là supply community, thì hay là noble community, thì họ chỉ cho những người hành trì theo giáo pháp Đức Phật. Thì cái này thật ra nó rất là lệch nghĩa. Thứ nhất là cái chữ Samuti Sangha, rồi tăng theo quy ước á, thì cái tăng đó phải là một cái quy định là những người xuất gia, dù là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, mà không phải là một cá nhân, mà là từ bốn vị trở lên, từ một cộng đồng. Samuti Sangha. Nhưng mà cái chữ Arya Sangha gọi là thánh chúng, hay là Savako Sangha, tức là những vị mà đắc đạo hay đắc quả. Đạo quả đây gồm bốn đạo là sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo. Quả đây là sơ đạo, nhị quả, tâm quả, tứ quả. Và chúng ta thường nói là theo phiên âm là tu đạo quần, tứ đạo hàm, a na hàm, a la hán. Và dịch hết là nhập lưu, nhất lai là bất lai, là vô sinh ứng cúng. Thì chúng ta dịch cái nào cũng được, nhưng mà chúng ta đã có dịp đi qua về bốn đạo bốn quả. Thì những vị này thì là những vị đã được nghe, đã được khai thị, đã được chứng ngộ bởi lời dạy của Đức Toàn Giác, Đức Phật Chánh Đẳng Giác Giác. Và những vị này có mặt ở trong thế giới nhân thiên, chư thiên và nhân loại. Những vị này là những vị đã thành tựu quả chứng. Chúng ta nói chung là bốn đạo bốn quả. Thì điều này không có rất khác hẳn với cái tăng theo quy ước. Dạ, tăng theo quy ước mà chúng ta được biết. Tức là chúng ta nói một là tăng gọi là tăng theo quy ước, hai là thánh chúng, là những vị đắc đạo chứng quả. Thì đó là cả hai. Quý vị đừng phân biệt là tăng có hai là phàm tăng và thánh tăng là sai, hay là thánh hiền tăng cũng sai. Và thánh hiền tăng tức là những vị đắc đạo rồi chưa đắc đạo, cái đó không phải là cách phân của tăng, và đó là rất là cái sai. Thí dụ như tôn giả Xá Lợi Phất, ngài vừa là thành viên của tăng theo quy ước, tức là quy ước tí sang khác, mà ngài cũng là thành viên của thánh chúng, tức là những vị đắc đạo chứng quả. Và có những vị là thành viên thuộc về thánh chúng, nhưng mà không phải là thành viên theo quy ước. Ở đây thì chúng ta không thể nói là ngài Xá Lợi Phất vừa là phàm tăng vừa thánh tăng, không phải. Tại vì cái hiểu rất sai trong Phật pháp kể ở bên Nam Tông mà nhiều Phật tử hiểu đó, là tăng được chia làm hai là phàm tăng và thánh tăng, không có. Mà tăng được chia làm hai là tăng theo quy ước và tăng theo thánh chúng, hay là thiết quốc sanh khả, sa la ca sanh khả, tỳ kheo tăng và các vị thánh tăng. Mà nói cho chính xác chữ là quy mút tí sanh khả và Ariya sanh khả, là tăng theo quy ước và tăng theo quả chứng. Cái này là cái mà chúng ta phải để ý. Bây giờ thưa quý Phật tử, chúng ta bắt đầu bước vào một cái từ vựng rất là quan trọng ở trong ngày hôm nay. Rất là quan trọng trong ngày hôm nay là chữ thắng pháp Abhidhamma. Như khi nãy chúng tôi có nói rằng trong cái bài kệ sinh tám này có hai cái từ gọi là diệu pháp và thắng pháp. Thì cái chữ diệu pháp mà con xin đảnh lễ diệu pháp sách tham á trên đó, thì đó là một cái từ vựng mang tới cái sinh tám. Dạ. Nhưng mà chữ thắng pháp Abhidhamma ở dưới không thể hiểu như một cách xứng đáng. Và điều này là điều cần phải được nói rõ, nói rất rõ. Vì chúng ta đang học thắng pháp thì chúng ta không thể nào mà hiểu điều này một cách mơ hồ. Như vậy Abhidhamma mà ở đây dịch là thắng pháp có nghĩa là gì? Thắng pháp ở đây đó là pháp được hiểu theo cách tinh xác, chính xác, chứ không phải là một cách nói có tất cách đại loại. Dạ. Ở trong bài học này, chúng tôi có cái thí dụ về một người khen một cái pho tượng, nhìn một pho tượng Phật. Thì đôi khi chúng ta nhìn pho tượng Phật, có một vài nơi chúng tôi đi đó,
Ví dụ như là ở Việt Nam có cái chùa Cát Lái, chùa Nguyên Thủy ở bên Cát Lái, không biết có gì nào có đến đó chưa, thì có một tượng Phật rất lớn, nhưng mà cái thân Phật thì lớn, cái chân Phật thì túm lại. Thì chúng ta nhìn pho tượng đó, chúng ta cảm nhận ngay rằng pho tượng không có cân đối. Dạ. Thật ra khi nào mà chúng ta nhìn pho tượng là đẹp, thì chúng ta sẽ thấy rằng pho tượng nó mang cái tính cân đối. Dĩ nhiên là cân đối theo kiểu người Nhật khác với cân đối theo người Thái Lan, người Tây Tạng. Người Nhật thường là cái thân Phật thì to ra, mà cái chân thì túm lại một chút. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là pho tượng cân đối đó, thì cái chữ mà gọi là cân đối đó, nó là một khái niệm chung chung thôi. Nó không thể nào là chúng mực được hết. Thì khi mà để đi vào trong một cái gì rõ hơn, chính xác hơn, thì chúng ta phải nói rằng cái những vị trời chúng ta chụp. Thưa quý vị, thì khi mà chúng ta nói đến một cái sự cân đối mà chính xác đó, thì chúng ta phải nói đến tỷ lệ, chúng ta phải nói đến mực thước, chúng ta phải nói đến cái mực thước. Cũng giống như là trong cách nói bình thường đó, thì chúng ta nói là nóng hay là lạnh, trời hôm nay nóng, trời hôm nay lạnh, trời hôm nay mát, trời hôm nay vừa phải. Nhưng mà cái chữ nóng, lạnh, mát, vừa phải, thì cái đó thật ra nó không có biết được. Ví dụ như quý vị ở Minnesota, ở Alaska, mà bảo rằng trời 40 độ F hay 50 độ F mà gọi là trời lạnh, thì các vị cười, trời đó không có lạnh. Người ta gọi là trời ấm. Nếu chúng ta ở Alaska bên chúng ta. Nhưng mà nếu quý vị ở Hawaii, ở Florida mà không phải là 40 độ F, mà 60 độ F thì cảm thấy trời lạnh. Và chúng tôi thưa rằng hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi ở Long Thành, có những cái buổi trời mùa đông á, buổi tối chúng tôi ngủ co ro trùm mình buổi lợi và buổi sáng rất lạnh. Nhưng mà cái lạnh đó thật ra nếu nói về cái độ thì nó không phải là cái lạnh mà chúng tôi có Houston. Nếu chúng tôi đang ở Houston á, mà với cái độ mà như ở Bình Sơn, Long Thành á, thì quý vị chúng tôi gọi là ấm á, và chúng tôi gọi là thoải mái đó. Ví dụ chúng tôi nói là 15 độ F, 15 độ C hay 60 độ F chẳng hạn. Thì như vậy đó, nó có một cái cách nói trong thường thức, ở trong bình thường, như chúng ta nói là lạnh là nóng. Nhưng mà để nói là chính xác đó, thì chúng ta phải nói nó bao nhiêu độ F, bao nhiêu độ Fahrenheit hay bao nhiêu độ Centigrade. Nếu chúng ta không có nói cái độ chính xác thì không được. Thì cái cách nói mà nóng, lạnh, ấm, mát mà theo thường thức á, thì như cách nói của Kinh Tạng. Nhưng mà cái cách nói là hôm nay cái nhiệt độ là bao nhiêu, là 30 độ F, 15 độ C, 7 độ C vân vân, đó là cách nói theo thắng pháp. Dạ. Thành ra cái chữ thắng pháp ở đây không thể áp phí ở đây, chúng ta không thể đơn giản nói là sự vi diệu như một lời sinh tán được. Và cái này là cái chúng ta rất cần phải để ý. Và thưa quý vị, ngoài ra đó, thì chữ Abhidhamma còn đề cập đến một cái khía cạnh khác của giáo pháp đó, đó là đây là một cái trình bày theo vĩ mô. Dạ, theo vĩ mô mà các nhà học giả học Phật thường giảng về một cái khái niệm mà chúng ta thường nghe là tục đế và chân đế, thì thật ra chúng tôi nghĩ rằng điều này nó không hẳn là sai, nhưng mà nó làm cho người ta quên hẳn cái ý nghĩa của chữ Paramattha và chữ Panjati, chữ thị thiết. Thật sự mà nói đó,
thì cái cách nói vĩ mô nó khác với quy mô ở một cái điểm đó là cách nói vĩ mô cho chúng ta vào một cái cảnh giới hoàn toàn khác, một cái khái niệm hoàn toàn khác. Và cái nào nó cũng là sự thật hết, không phải là tổng đế, không phải là thật hay là tổng đế bên ngoài, mà ở trong thắng pháp. Ở đây chúng tôi có nêu ra một cái thí dụ là trên phương diện thường thức, ở trên phương diện mà bình thường thì chúng ta nói đến là nước là nước, lửa là lửa, và trong lửa không có nước, không nước không có lửa, là chúng ta nói phương diện bình thường. Dạ, quý vị thấy là lửa đang cháy, chúng ta lấy nước chúng ta dập được, hay là nước mà chúng ta để lửa gì thì nó đun sôi lên, thì chúng ta có cái nói theo cái bình thường hoàn toàn đúng, đó là nước và lửa đó, vì nước với lửa là hai cái tách biệt với nhau. Nhưng mà trong một nói vĩ mô thì chúng ta phải hiểu khác. Một cái hạt vi trần, dạ, một cái hạt bụi hay vi trần, hay là một giọt nước, thì cả hạt vi trần, hạt bụi, tức là một cục đá hay là một giọt nước mà chúng ta nói rõ như vậy đó, thì đều có cả bốn đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, và đều có đất nước lửa gió. Chứ không phải nói rằng giọt nước thì nó không có lửa, và ở trong một cục đá thì nó không có nước. Dĩ nhiên là mới nghe nó như vậy nó rất là trái tay, rất là trái khoái, nghe nó kỳ lắm. Nhưng mà trong cách nó vĩ mô là như vậy. Tại sao? Tại vì thứ gì, cái gì mà nó có cái sự chiếm hữu không gian, dù là một hạt bụi đi nữa, thì cái đó gọi là địa đại. Và trong cái sự chiếm hữu không gian đó đó, thì thưa quý vị, nó cần có một cái sự quấy tụ của những đơn vị vật chất cực vi, mà ngày nay chúng ta gọi là nguyên tử. Cái sự quấy tụ đó chúng ta gọi là thủy đại. Và tất cả những hiện tượng vật chất đều có nhiệt lượng. Cái nhiệt lượng đó dù là trừ bao nhiêu độ C hoặc là trên bao nhiêu độ C thì nó vẫn là nhiệt lượng. Thì cái đó chúng ta gọi là lửa. Và tất cả đơn vị vật chất đều mang cái tính di động, như là chúng ta biết ngày nay về proton hay là về atom, về nguyên tử, về hành tâm, v.v. nó đều có sự luôn luôn có cái sự sự di động của các cái negative và positive. Thì như vậy đó, là đất nước lửa gió mà chúng ta được nói trong trong cái tính chất vĩ mô á, thì nó hiện hữu ở trong mọi vật chất. Không có một hiện tượng vật chất nào dù là thể rắn, thể loãng, thể khí mà không có đất nước lửa gió. Nhưng mà đất nước lửa gió trong cách nói bình thường của chúng ta đó, thì thưa quý vị, lửa với nước nó không có trộn với nhau được. Ở trong lửa có nước, nước có lửa, thí dụ. Và cả hai cách đều được Đức Phật xài và đều được diễn tả. Nhưng mà ở đây quý Phật tử nên phân biệt là thắng pháp á, là một cách trình bày pháp đặc biệt theo cái tính cách vĩ mô. Và vì tính cách vĩ mô này nên chi nó được phân chia theo unit, nó được phân chia theo đơn vị. Dạ, theo đơn vị. Thí dụ như là trong một mà thứ tâm, trong một một cái tâm, một thứ tâm, một sát sát na tâm rất là ngắn ngủi, rất là đơn thôi, như là tâm nhãn thức, thì nó tối thiểu nó cũng phải có 7 cái thuộc tính: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, căn, tạp ý. Dạ, không thể nào mà một cái tâm đó mà nó không có sự hỗn hợp của nhiều cái mà chúng ta gọi là thuộc tính. Thì mỗi một thuộc tính như vậy là một đơn vị. Dạ, vị nào mà thấy đọc cái bản yêu chi pháp của Ngài Trịnh Sự vẽ, hay là chúng tôi thường gọi là biểu đồ chi pháp, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng pháp á, được mô tả thành từng cái vòng tròn, từng cái vòng tròn. Cái vòng tròn nó giống như đơn vị. Không có những đơn vị này thì chúng ta không thể diễn đạt cái thế giới vĩ mô, không thể nói một cái chính sách. Cũng giống như bây giờ chúng ta nói lạnh nóng, lạnh mà lạnh đối với người này, nóng nóng người kia, làm sao chúng ta nói. Nhưng mà chúng ta phải có một cái quy định về cái đơn vị đo lường.
Và cái đơn vị đo lường trong nhiệt độ đó có thể là theo cái hệ centigrade hay là Fahrenheit, thì chúng ta gọi là độ C hay độ F á, thì đây là 1 độ, đây là 5 độ, đây là 15, 17 độ. Thì thật ra những cái quy định về centigrade và Fahrenheit đó, nó là cái quy định, quy ước. Nhưng mà từ cái quy ước đó, đó nó lại tách rời ra từng độ một. Chúng ta chỉ có một cái nói như vậy mới nói được chính xác thôi. 5 độ, 9 độ, 10 độ. Còn nếu chúng ta nói trời hôm nay lạnh, hôm nay nóng, thì chúng ta biết sao mà gọi là chính xác. Nóng với người này, lạnh với người kia. Như chúng tôi nói với vị là người ở Minnesota hay là người ở Alaska, mà mình nói rằng mà chúng ta nói là 50 độ là trời lạnh đó, thì họ đó trời ấm mà. Ở Alaska 50 độ F là nóng, là ấm thưa quý vị. Thành ra đặc biệt ở trong Thắng Pháp, khi mà chúng ta trình bày thì nó giống như là ở trong khoa học hay ở trong cái học thuật ấy, mà nó là một cái trình bày đòi hỏi sự chính xác. Sự chính xác này chỉ có thể được diễn tả qua cái gọi là cái cách trình bày vĩ mô, chứ không thể qua cách trình bày đại loại được. Chúng ta không thể trình bày qua đại loại mà chính xác, như chúng tôi nói là đạo này là cao thượng, pháp kia là vô thượng, thì bây giờ mình thấy một người mà họ bình thường mà họ ráng giữ ngũ giới, mình nói ô cái đó là thiệt là người đó tốt quá, hay quá. Nhưng cái tốt hay quá nó chỉ là cái nói đại loại thôi. Dạ, cái nói đại loại thôi. Nhưng mà khi mà mình đi vào trong một cái thế giới thì đây là tu giới, đây là tu định, đây là tu tuệ, đây là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, rồi đây là tu đồ quần, tu đà mã, hà la hán, như vậy là nói một cái tinh xác. Dạ, nói cái tinh xác. Thành ra quý Phật tử khi học Phật pháp là nên phân biệt rõ cái gọi là Thắng Pháp và Kinh Tạng, đặc biệt là Thắng Pháp ưu việt về cái nói vĩ mô. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những gì mà Thắng Pháp đề cập, Kinh Tạng không có đề cập, quý vị nên cẩn thận nha. Chúng tôi rất là sợ là quý Phật tử hiểu sai đó. Những cái giáo lý mà rất là nền tảng ở trong Thắng Pháp, như là năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, tứ đế, hay giáo lý duyên sinh chẳng hạn, đều có trong Kinh Tạng. Và đều có Kinh Tạng. Nhưng mà Kinh Tạng không nói bằng cái ngôn ngữ vĩ mô, cách nói vĩ mô, phân tích vĩ mô. Chứ đừng bao giờ nói rằng mình tu, mình biết Thắng Pháp đủ, phải vậy. Dạ, không phải vậy. Thắng Pháp là một cách trình bày khác. Và dĩ nhiên cách trình bày này cho chúng ta lợi về mặt khác. Cũng như bây giờ đó là mình muốn xây dựng một căn nhà mà có bao nhiêu phòng, gồm có những tiện nghi gì, mình nói chung là những khác. Nhưng mà đúng đến những vị kiến trúc sư và những người xây nhà đó, thì họ phải có mực thước rõ ràng. Cái phòng ngủ bao nhiêu mét vuông, phòng khách bao nhiêu mét vuông, và cái đơn vị đo lường của họ nó phải đưa ra bằng những con số chính xác, như chúng ta đọc những cái băng hay là những cái plan, mà những cái đồ án mà xây nhà, thì chúng ta phải nói chung thì không được. Dạ, nói phải chính xác. Thì cái nói chính xác đó là cái nói vĩ mô, cái nói của Thắng Pháp. Và bây giờ đó thì chữ Thắng Pháp Abhidhamma đó, nó lại có mang một cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa này chúng ta nên hiểu là khác với Kinh Tạng. Kinh Tạng đa phần là được Đức Phật thuyết dựa trên cái duyên sự, dựa trên cái căn tính của người nghe, và không nhất thiết là phải nối kết thành một hệ thống lớn. Mặc dù có những vị đã làm một cái chuyện là sưu tập những lời Đức Phật dạy để kết nối lại thành một cái bộ sách, như là một giáo trình. Thí dụ như Ngài Sariputta, vị đệ nhất, là một trong hai vị thường thông thinh văn á, thì Ngài có thuyết những bộ như là những bài kinh như là kinh Phúng Tụng hay là kinh Thập Thượng. Tuy nhiên cái kết nối này, dù là ở trong kinh Phúng Tụng hay Thập Thượng, hay là một cái sự kết tập như Lục Nhã Ananda, đây là trường bộ, đây là trung bộ, đây là tứ nghi thánh chi, thì nó mang nặng về hình thức, về pháp số nhiều hơn là
một cái hệ thống hoàn chỉnh, giống như một căn nhà mà chúng ta xây từ nền lên tới nóc, mà nó có liên lụy với nhau, một cái kết cấu với nhau một cách hoàn chỉnh, cái chuyện đó không có. Sư trưởng và ngài tư sự thì thường hay dùng một cái thí dụ như vậy, là cái cách mà Đức Phật giảng trong kinh Đạn đó, thì giống như là bị thầy thuốc. Ở đây chúng tôi nói thầy thuốc, thuốc Bắc hay thuốc Nam á, là định bệnh rồi kê toa, tức là có người bệnh nhân đến gặp họ hay là họ đi đâu gặp bệnh nhân đó, thì họ dựa trên cái bệnh người đó mà họ kê toa. Và cái toa thuốc đó áp dụng đặc biệt cho người bệnh đó, có thể sử dụng cho trường hợp khác, nhưng mà đa phần là định bệnh kê toa, tức là dựa trên con bệnh. Nhưng mà thắng pháp á, thì giống như là thuốc được bào chế tại cái viện dược phẩm. Viện dược phẩm thì họ nhìn theo nhìn về thuốc, về thang nhanh đánh dược, nó hoàn toàn khác với khi mà một vị thầy kê toa. Thật ra ở đây chữ thắng pháp phải được hiểu như vậy. Thì thưa quý vị, với ba cái điểm này, chúng tôi muốn đặc biệt nói quý vị là Abhidhamma không phải là một từ ngữ mang tính xứng đáng như là chữ sách tham ái chữ diệu pháp ở trên, không phải. Mà chữ thắng pháp ở đây đây đó là chúng ta nói về một cái phần ngôn nói chính xác, nói theo vĩ mô và nói theo hệ thống. Dạ. Ba cái cách thuyết giảng này nó tạo cho chúng ta một cái bộ phận kinh điển hoàn toàn khác. Thật ra ngày xưa đó là những cái bộ Abhidhamma được gom chung với Sutta, và Sutta và Abhidhamma gom lại gọi là pháp, cùng với Vinaya là luật. Nhưng về sau này do cái lượng quá dài, các vị Asali đã quyết định là những gì thuộc về Sutta nói riêng về những vị Abhidhamma nói riêng trở thành một cái tạng thứ ba. Do đó chúng ta có luật tạng, có kinh tạng và có thắng pháp tạng. Nên chúng tôi rất là tiếc là đôi khi có nhiều vị các vị quen học theo kiểu kinh điển, và các vị phủ nhận hoàn toàn thắng pháp, nói thắng pháp nói trên trời, hay là thắng pháp không phải do Đức Phật thuyết, tại vì Đức Phật không biết là thuyết một cách khô khan thuyết thắng pháp lại như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta nhớ là khi mà chúng ta đi học đó, thì mình có học văn học kích, nhưng mà chúng ta có học về toán học, học về khoa học, và bảo rằng thế giới này chỉ có văn học triết học mà không có toán học khoa học, thì chúng ta trở về thời đại đó của thời đại của vua Tử Đức, hay là tại xa xưa cái học thuật chỉ chú trọng vào tứ thư ngũ kinh thôi, mà chúng ta không có quan trọng về những thứ khác mà chúng ta phát triển được. Thành ra cái tâm lý chung đó nó có một cái sự phản cảm của những người chỉ học kinh tạng mà không biết về thắng pháp tạng, mà không thấy giá trị thắng pháp tạng. Dĩ nhiên là chúng tôi biết là trong đời này có nhiều khi mình đi học á, chúng tôi cũng phải thú nhận là chúng tôi rất ghét là môn hóa học và về những cái ký hiệu hóa học này nọ, nhưng mình phải học thôi. Và còn nhưng mà không có nghĩa là vì mình không thích môn hóa học mà mình chê cái môn đó là hư cấu, môn đó vô ích, môn không có lợi. Chúng ta phải nhìn là hóa học có lợi của nó, và có lợi của nó. Hay là người ta chia ở bên ngoài là có một cái môn học về nhân văn, về humanity, rồi một môn học về science, khoa học. Và nếu chúng ta chủ về nhân văn, chúng ta cũng nên biết khoa học. Học về khoa học nên biết về nhân văn. Thành ra đó sẽ là một điều rất là đáng tiếc nếu những vị nào do cái cảm tính mà chỉ biết có kinh tạng mà phủ nhận thắng pháp tạng. Và chúng ta cố gắng ở tại đây, khi mà mình học vào cái môn học này đó, thì chúng ta có một sự cân phân, có một cái sự quân bình, và có hai cái nhìn từ hai góc cạnh khác nhau, góc cạnh của vĩ mô, góc cạnh của vi mô, học của kinh tạng, của thắng pháp tạng là một cách dựa trên cơ sở là tùy duyên, một cách là theo hệ thống. Thì thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi tạm ngưng cái phần bài giảng về bài kệ ngày hôm nay tại đây. Thấy có hòa thượng tự sư hôm nay nghe
để đứng vị trí nó có thượng bận, chúng nó có thượng không có vào rung được, nhưng mà hòa thượng cũng hòa thượng vào rung. Hòa thượng cầu siêu không biết là hòa thượng có trước mắt và có nghe được không. Nếu hòa thượng cầu siêu có ở trước mắt, xin hòa thượng có thể chia sẻ một vài điều liên quan đến ý nghĩa của chợ Phi Thăm Má ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, có lẽ là dạ thấy hòa thượng giơ tay rồi, dạ xin kính thưa hòa thượng. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Bồ Tát, của Bồ Tát, của Chư Tăng, Tu Nữ và Phật Tử. Nên chúng tôi bận rộn suốt và nói nhiều cho nên rất là mệt. Vừa thuyết pháp xong 8 giờ, chúng tôi định vào room, nhưng mà mệt quá không có vào được. Một hồi thì chúng tôi nhận biết ngày hôm nay chắc chắn là sẽ không có các vị vào room. Lý do là vì hồi chiều này các vị giảng sư đều đi xuống Vĩnh Long để dự cái tang lễ, đi viếng tang của thân mẫu Thượng Tọa Thiện Phúc, và có ghé qua làm lễ của Bồ Tát ở chùa Bi Giác. Cho nên chúng tôi chợt nhớ là các vị sẽ không có vào room, nên mới vào để nghe Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Giáo Đẳng thuyết giảng, và có thể chia sẻ một chút gì đó. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cho quý vị một vài cái ý nghĩa ở trong cái chữ gọi là Abhidhamma, thắng pháp. Những gì mà Thượng Tọa và Thượng Giáo Đẳng đã nói thì quý vị có nghe rồi. Chúng tôi cũng nhắc thêm cái danh từ Abhidhamma đó. Được dùng xài ở trong thời Đức Phật, nhưng mà dùng trong nghĩa khác. Thí dụ như một đoạn kinh mà Đức Phật nói về thắng pháp và thắng luật, Abhidhamma và Abhivinaya, thì cái chữ thắng pháp thắng luật đó như là một cái từ để xưng tán về pháp và luật của Đức Phật. Ở đó không có nói lên cái nghĩa của thắng pháp như là thắng pháp ở trong thắng pháp hạnh ở cái tâm ở Bích Tất Cát. Khi chúng ta đọc qua cái chỗ đó, chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái gì Đức Phật Ngài có dạy Yogo Ananda Maya Thammo Cha Vinayo Cha Desito Panyato Sovo Mamachijina Satha. Này Ananda, pháp và luật mà Như Lai đã thuyết giảng để chế lập cho các ngươi, chính pháp luật đó sẽ là thầy của các ngươi khi ta hãy viên tịch. Thì cái chữ pháp này
là Abhidhamma, là thắng pháp. Và luật này là thắng luật Abhidhamma. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh Tường Ngộ, chúng ta gặp hai từ này Abhidhamma và Abhidhamma, chúng ta cần phải hiểu biết là như vậy. Còn cái chữ Abhidhamma dùng để chỉ một cái bộ phận trong một trong ba cái hệ thống kinh điển gọi là Tam Tạng. Cái chữ Abhidhamma đó cũng dịch là thắng pháp hay là vi diệu pháp. Nhưng ở đây là từ ở trong trong pháp mà ra. Lời dạy của Đức Phật, cái thuở ban đầu thì lời dạy của Đức Phật được xếp theo cái hệ thống chính phần giáo lý gọi là sát thú sa sinh lý. Nó có sát thú sa sinh lý, thì cái cổ phần giáo pháp đó như là khế kinh, ứng tụng trí thuyết, tỳ khôn cảm hương ngữ, như thị thuyết, vân vân. Thì cái đó là theo cái thể loại mà sắp đặt như vậy. Thì cái gì thuộc về trường bộ, trung bộ và thuộc về vi diệu pháp đó, thì nó nằm ở trong quay gia tập nát, tức là trí thuyết, tức là theo cái lối văn xuôi, theo cái lối văn xuôi. Rồi trong cửa phần giáo pháp đó, gom chung lại đó, thì nó có hai, như lúc ban đầu chúng ta cũng được biết là chỉ là thắng pháp thắng luật thôi, pháp luật hoặc là cửu phần giáo pháp chính phần. Sau này khi mà sau khi kết tập tâm tạng lần thứ hai đó, lần thứ nhất thì cũng giữ là giáo pháp, là pháp và luật. Tôn giả Upali thì ngài trùng tuyên, ngày tiếp tục về luật. Tôn giả Ananda ngày có tập về pháp. Hồi qua đến lần thứ hai đó thì các ngài mới phần giáo lý kinh điển chia làm năm cái Nikaya và năm kinh. Trong đó thì có Khuddaka Nikaya là tiểu bộ kinh. Cái tiểu bộ kinh này được bao gồm cả luật và thắng pháp. Cho nên khi mà kết tập tâm tạng lần thứ ba đó, thì các ngài thấy trung bộ cái dung lượng ở chừng đó, tiểu bộ, trường bộ, trung bộ tương ưng tăng chi chừng đó. Nhưng mà tiểu bộ thì quá dài đi, cho nên các ngài quyết định là sạch ra luật, vẫn để theo luật luật tạng, rồi thắng pháp thì nó phải thâm mát, các ngài xếp riêng thành một dạng. Còn số tám, số tiền pháp với tất cả thì ngài để thành một tạng. Cho nên bắt đầu từ lần thứ ba là chúng ta đã có tâm tạng,
Thì như vậy nó có tính cách cân đối, có tính cách cân đối hơn. Thì như vậy toàn bộ giáo lý của Đức Phật, luật thì gọi là thắng luật, lời dạy của Đức Phật mà ngoài ra luật thì được gọi là thắng pháp. Nó phải tâm mát, ý nghĩa chung là như vậy. Nhưng mà sau này dùng cái chữ Appitamma là để chỉ riêng phân biệt với kinh, với kinh tạng. Kinh tạng là những lời dạy của Đức Phật khi thuyết thành một thời pháp. Bây giờ chúng ta có cái từ giống như là những cái pháp âm vậy đó, tức là những cái thời thuyết giảng của Đức Phật thì gọi kinh, kinh tạng. Rồi nội dung lời dạy của Đức Phật, nội dung ở trong lời dạy của Đức Phật về kinh tạng đó, ở trong đó có trình bày như là quẩn xứ giới đế, hay là về tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, thì có đề cập đến ở trong kinh tạng đó qua những cái bài pháp. Thì gom đó lại để thành một cái bộ phận riêng mà giải thích về ý nghĩa này, nên đây được gọi là thắng pháp, được gọi là thắng pháp Appitamma. Thì ở đây như cái thí dụ khi nãy mà chúng ta đã nghe Hòa Thượng Giác Đẳng nhắc lại đó, hồi xưa ngài Hòa Thượng Tịnh Sử hay là Hòa Thượng Giác Chánh á, khi mà ngài trình bày, ngài có nói, các ngài có nói đến cái việc mà kinh nghiệm cũng giống như là những cái nhà thuốc, những cái thang thuốc mà cái bị lương y đó chẳng từng bệnh nhân rồi mới bắt đầu bốc thuốc cho riêng người đó, cũng như ở trong kinh tạng đó là Đức Phật ngài thuyết từng thời pháp nó phù hợp với cái đối tượng nghe pháp, cái đối tượng như thế nào thì Đức Phật ngài sẽ để cho họ hiểu theo cái trình độ của họ. Còn ở trong thắng pháp ấy, thì cũng giống như là những cái công thức, những cái công thức thuốc, những cái tánh dược mà được liệt kê ở trong một cái danh sách, trong cái sổ tay dược liệu, dược phẩm. Từ cái những cái thành phần tính dược đó, đó người ta mới bốc thành những cái thang thuốc, hoặc là chúng ta nói những cái thang thuốc nghiên cứu để sắp xếp thành một cái quyển nói về tứ dược. Cho nên thí dụ này cũng ví dụ như là chúng ta học kinh tạng, chúng ta phải học thánh pháp vậy đó. Chúng ta học thánh pháp cũng giống như chúng ta học về thánh dược. Còn chúng ta học kinh tạng giống như chúng ta học về thang danh. Cái thang danh thánh dược đó, nó không có phải tách rời nhau mà phải đi chung với nhau. Một người mà một vị y sĩ mà chỉ biết thang danh, tức là biết cái tên của bài thuốc như là thập toàn đại bổ hay là những cái thang thuốc chân rồi chẳng hạn, thì cái đó chỉ là thang danh thôi.
Nhưng mà nếu như một y sĩ mà họ không rành tánh dược đó, thì họ khi mà họ bóc thành một cái thang danh đó, họ đưa cho người ta uống có khi nó nhầm, có khi nó sai, làm hại đến bệnh nhân. Do đó cho nên họ phải am tường về tánh dược. Mỗi một cái cây cỏ nó có cái đặc, nó có cái tánh dược như thế nào, nó là vậy, nóng hay là hàn, hoặc là ôn là ấm á, rồi cái này để trị nó liên quan đến cái bệnh thuộc về tiêu hóa, còn cái cây cỏ này để trị về bệnh liên quan đến máu huyết, vân vân, thì phải biết rõ như vậy. Thì người ta khi người ta bút thuốc thành một cái thang danh đó, thì như vậy nó sẽ chính xác. Cũng như khi mà chúng ta học về Abhidhamma cũng vậy, là chúng ta biết rõ nếu mà nói đến tâm bất thiện, nó gồm có ý nghĩa này, nó gồm có những thành phần như thế này phối hợp, rồi tâm thiện là như thế nào, tâm vô ký, tâm quả, tâm tố là như thế nào. Cho nên khi mà chúng ta học rành rẽ về thắng pháp thì chúng ta mới có thể đi qua kinh tạng từng bài pháp mà Đức Phật Ngài thuyết giảng cho ai đó nghe, thì chúng ta mới hiểu được trong cái ý nghĩa đó Đức Phật đã dạy cái câu Phật ngôn đó nó có nghĩa như vậy như vậy. Thì thưa quý vị, những gì mà ở trong kinh tạng Đức Phật Ngài thuyết, thì cái, những cái đặc thức của pháp ở trong đó là được trình bày ở trong thắng pháp hết. Và trong thắng pháp thì nêu ra những cái đặc thức của pháp môn mà Đức Phật Ngài đã thuyết dạy ở trong kinh tạng. Thế cho nên những ai mà phủ nhận về thắng pháp đó, nói rằng thắng pháp không phải là về lời dạy của Đức Phật, thì như vậy người đó sai. Là tại vì khi mà đọc trong kinh tạng, chúng ta cũng thấy những gì được nói đến ở đây nó có ở trong thắng pháp, có trong thắng pháp. Chỉ tại vì ở đây đó chỉ là thang danh, Đức Phật này bóc cho một thang thuốc, không có, ngài không có trình bày về tính dược chi. Bởi vì thốt thang thuốc chỉ dặn cho họ là về nước đầu ba chén của tám phân, nước thứ hai hai chén, còn lại một chén. Thí dụ vậy, thì chỉ trình bày chỉ cho họ cái cách mà uống thuốc thôi, cái cách mà họ sắc thuốc, họ uống thuốc thôi. Còn cái tánh dược thì để cho cái người học làm thầy thuốc thì họ mới biết, họ chỉ cần biết cái đó. Còn nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu để mà chúng ta tự bốc thuốc, chúng ta không bị lầm đó, thì trong trường hợp chúng ta cũng phải hiểu được tánh dược. Thành thử ra học về dược pháp nó quan trọng lắm, thưa quý vị. Nếu mà chúng tôi hay Hòa Thượng Giác Đẳng mà nói là quan trọng hay là cần thiết, thì quý vị sẽ không biết cái quan trọng đó là quan trọng như thế nào, cần thiết là cần thiết như thế nào. Cho nên chúng tôi mới chia sẻ thêm với quý vị về cái ý nghĩa gọi là thang danh và tánh dược. Có như vậy thì các Phật tử chúng ta sẽ hiểu. Thì thưa quý vị, hôm nay là cái ngày giảng của Hòa Thượng Giác Đẳng, nhưng mà vì Chư Tăng chiều đi về Vĩnh Long, sợ e rằng các vị không có vào rung được, thì chúng tôi có mặt ở đây, chúng tôi cố gắng chúng tôi vào để chia sẻ thêm một phần. Chứ thật sự ngày hôm nay chúng tôi thuyết giảng rồi chúng tôi sinh hoạt với Chư Tăng, với tu nữ Phật tử thì rất là mệt. Xin Bồ Tát Quan Hỷ giờ này xin được
Kính chào Thượng tọa Thế Huyền có mặt. Và bây giờ xin cùng thỉnh của Thượng Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bồ Tát. Sa thúc, rất là tri ân Hòa Thượng Từ Sư với những chia sẻ vừa rồi. Xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Biết là hôm nay sư huynh rất là mệt, nhưng mà sư huynh vào chia sẻ được gần nửa giờ đồng hồ như vậy rất là hoan hỷ. Thượng tọa Tư Quyền ấy, Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tư Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Tư Quyền xin Thượng tọa Tư Quyền cho biết để xin thỉnh Thượng tọa chia sẻ một vài điều trong lớp học ngày hôm nay. Xin được hỏi là Thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Thưa vị, có lẽ là Thượng tọa Tư Quyền không có nghe được. Chúng tôi xin được tiếp theo lời của Hòa Thượng Tuệ Siêu là nói về cái việc học Abhidhamma. Như quý Phật tử đã trải qua một vài giáo trình của Thắng Pháp thì cái môn Thắng Pháp khi chúng ta học á, không có cái gọi là cái sự mượt mà, hay hoặc giả là chúng ta đem vào trong đó nhiều cái nhân sự, những câu chuyện hay những điển tích mà chúng ta học nó có cái tính cách là như là mình học học toán học chẳng hạn, học toán học khoa học. Và dĩ nhiên là nhiều cái sự cố gắng người ta dùng, ví dụ như hồi nhỏ chúng tôi biết có một bài tập sách như là nói vật lý vui, vật lý vui tức là cũng nói vật lý nhưng mà nói qua các câu chuyện, qua những cái gì mà khiến cho chúng ta dễ nhớ, như câu chuyện của ông Archimedes hay là chuyện của các nhà những giai thoại các nhà toán học về một bộ máy vĩnh cửu chẳng hạn. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta học Thắng Pháp ở tại đây, thưa quý vị, nó lại có một cái điểm tương đối là lợi ích cho quý Phật tử. Đó là cái sự liên hệ giữa Thắng Pháp Tạng và Kinh Tạng. Về điều này, nếu mà người Phật tử mà có tâm đạo và có học Phật Pháp lâu đó, thì quý Phật tử sẽ cảm thấy rất là thích thú. Dạ, rất là thích thú. Ví dụ như là cũng nói về năm quẩn. Dạ, cũng nói về năm quẩn. Nhưng mà sắc quẩn thì dĩ nhiên là một phần riêng rồi. Nhưng mà thọ quẩn, tứ quẩn, hành quẩn, thức quẩn thì Thắng Pháp lại đề cập đến bốn danh quẩn đó bằng cách nói về tâm là thức quẩn, và nói về thọ tưởng hành là thuộc về thuộc tánh, hay là cái tâm sở. Và trong những cái thuộc tánh này thì thọ quẩn thuộc về thuộc tánh thọ, và tướng quẩn thuộc tánh tưởng, nhưng mà hành quẩn là 50 cái thuộc tánh còn lại. Thì ở đây lại mở ra cho chúng ta một cái một góc cạnh rất là thú vị khác khi mà chúng ta nói về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Và thưa quý vị, mặc dù trong Kinh Tạng có nói đến sắc, nói đến năm quẩn, nhưng mà lại không có nói đến một cái sự phối ngẫu giữa hành quẩn nào đi với thức quẩn nào, hay là thọ quẩn nào đi với thức quẩn nào. Ví dụ như chúng ta nói thọ ưu thì chúng ta biết là thọ ưu thôi, nhưng mà trong cái Thắng Pháp thì nó thọ ưu chỉ đi với tâm sân, cái thọ ưu không có đi với tâm thiện được. Vì điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng khi mà chúng ta học Phật Pháp, là mình làm gì đi nữa, nhưng mà nếu lúc nào cũng làm với tâm buồn bực thọ ưu thì chúng ta thực sống với tâm. Vậy quý vị không còn nghe được hả? Quý vị chờ chúng mình chút xíu nha. Dạ, quý vị nghe được không? Dạ. Thì như vậy đó,
Mặc dù chúng ta mới nói thì dường như là thắng pháp khô khan, nhưng mà nếu một người nào mà tận dụng được những ý nghĩa của kinh Tạng để tạo một cái nhịp cầu liên đới với thắng pháp tạng, thì quý Phật tử sẽ thấy rằng rất là thú vị. Như chúng tôi có nói rằng đôi khi chúng ta phải đặt vấn đề là tâm theo thắng pháp như thế nào, duyên theo thắng pháp như thế nào, nghiệp theo thắng pháp như thế nào, vui khổ, khổ đau hạnh phúc theo thắng pháp như thế nào. Thì về những điểm này, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng rất ư là lợi lạc, rất ư lợi lạc. Hay hoặc giả là khi mà chúng ta nói về câu nói trong Tạng Kinh và Sabbe Sankhara Dukkha Ti, tức là các hành đều khổ não, thì khi mà chúng ta nói là các hành hay các pháp hữu vi đều khổ đó, thì trong Kinh Tạng chỉ nói đơn thuần là tất cả những hiện tượng do duyên mà sanh, dù là đó là thiện pháp hay bất thiện pháp, dù đó là vui hay khổ, đều nằm trong chữ đúc khá, đều nằm trong chữ khổ. Thì dù cố gắng giải thích mà chúng ta cũng không có hiểu. Dạ, chúng ta không hiểu là tại sao khổ là khổ đã đành rồi, mà cái vui nó cũng là khổ. Dạ. Thì ở trong Kinh Tạng lại không cho chúng ta cái chi tiết nhiều lắm đi. Mặc dù khó nói, dạ, ở trong Kinh Tạng nói rằng tất cả pháp hữu vi đều là khổ não có, mà nói nhiều nơi, ngay cả cái lời giảng cuối cùng của Đức Phật là tất cả các hành đều là vô thường vậy. Nhưng mà khi chúng ta học vào trong Thắng Pháp Tạng á, thì chúng ta thấy là vui khổ mà chúng ta đừng biết hàng ngày chỉ là cảm thọ, và cảm thọ đó thì nó vô thường, cảm thọ thì nó bất toàn, và vì nó bất toàn, nó vô thường, nó rộng thông, nên chi nó là khổ. Khổ là cái gì bất bất. Quý vị thấy không, một cái lợi điểm khi mà chúng ta học vào trong Thắng Pháp Tạng đó là chúng ta có thể ăn kèm với Kinh Tạng thấy sự liên đới, và quý vị sẽ nhận được cái lợi lạc rất là lớn. Một cái điểm lợi lạc thứ hai mà khi về chúng ta học về thắng pháp, và đặc biệt thắng pháp trong cái thời đại ngày hôm nay đó, là chúng ta có một cái kiến thức tổng quát về khoa học, và do kiến thức tổng quát khoa học này đó, thì quý vị, chúng ta thấy rằng dễ học thắng pháp hơn là cổ nhân của chúng ta ngày xưa. Thật sự mà nói đó, thì có những khái niệm trong thắng pháp rất là bình thường, nhưng mà lại trở nên rất là khó hiểu với chúng ta gọi là tổ tiên ông bà, hay là những bậc tiền nhân đi trước của chúng ta. Thí dụ như nói về tâm pháp và sắc pháp, Đức Phật này dạy về những cái đơn vị sát na, như sát na tâm và sắc pháp, chúng ta gọi là một đơn vị cực quy, sát na là đơn vị cực quy. Thì thật ra cái đó đối với người thời xưa rất là khó hiểu. Thời xưa thì chúng ta chỉ hiểu thế giới này là một cái trời là đất, trời tròn đất vuông, hay là chúng ta hiểu là ông A và B, chúng ta hiểu là núi và sông và hồ. Thì mất một thời gian dài trong vòng lịch sử của nhân loại đó, thì chúng ta mới bắt đầu hiểu được những khái niệm mà nó sẽ vượt ngoài cái nhìn bình thường của chúng ta, đó là về nguyên tử và về nguyên tử của atom, về proton. Thì những cái khái niệm mà về những đơn vị cực phi này đó, nó vốn đã được giảng giải ở trong Phật pháp từ cả 25-26 thế kỷ này trước. Và cái sự có mặt của những thành tố ở trong những đơn vị cực phi đó lại là một ví dụ khác rất là thú vị, khi mà chúng ta thấy được là cái hiểu của khoa học đó, giúp chúng ta hiểu cái hiểu của thắng pháp. Ví dụ chúng ta nói rằng cái chất iron là chất sắt, thì cách hiểu bình thường của chúng ta là chất sắt nó chỉ có là ở trong kim loại, mà chúng ta thấy như là một cái thanh sắt, hay là một cái dao bằng sắt bằng thép, một cái đơn vị gì thôi. Nhưng mà tại sao cái iron, cái chất sắt á,
nó lại có ở trong người chúng ta. Dạ, ví dụ mình đi bác sĩ, họ cho chúng ta uống thuốc, họ nói là mình thiếu chất sắt chẳng hạn. Thì bây giờ đó, những cái cách dẫn giải về khoa học đó, của khoa học ngày hôm nay, từ vật lý, hóa học cho đến ngành y khoa, được xem như áp dụng những cái thứ đó vào trong đời sống hàng ngày đó, nó lại khiến chúng ta thấy cái thân thiện hơn, cái dễ dàng để liên tưởng hơn, dễ dàng để biết hơn. Ví dụ hồi nãy chúng tôi có nói với quý Phật tử là ngày xưa thì người ta chỉ nói là nóng và lạnh, hay hoặc giả là âm thanh lớn hoặc nhỏ, nhưng mà sau này cái gì nó có đơn vị. Dạ, nó có đơn vị. Từ những cái đơn vị như vậy đó, nó cho chúng ta biết chính xác. Ví dụ họ nói là một năm ánh sáng, hay là một hải lý, hay là một am, một ôm, một độ centigrade, một độ Fahrenheit, hay là một kilogram, rồi một milligram. Chúng ta nói đến một mét, rồi một cái cm chẳng hạn, mm. Thì những cái cách phân chia mà tỉ mỉ như vậy đó, khi mà mình mới học thì mình thấy là nó sao mà rắc rối vậy. Nhưng mà thật ra không có những cái đó, chúng ta không được biết chính xác. Chúng ta không biết được chính xác. Ngày nay đó, quý vị, cái độ chính xác rất là cần. Dạ, rất là cần. Thí dụ như là có những lúc mà chúng ta không thể nói dày mỏng được, mà chúng ta phải nói là bao nhiêu mm. Dạ, bao nhiêu, cái đó phải mm. Hay là có những lúc mà chúng ta không thể nào phán đối thành nặng nhẹ được, mà chúng ta phải chia theo gram. Thí dụ như cái này là 100 gram, hay cái này là 50 gram, hay là cái này là 1 lít, cái này là nửa lít, một cái này là 1 ounce, cái kia 1 ounce, v.v. Thì cái sự phân chia thành những đơn vị như vậy đó, nó lại cho chúng ta biết cái tính xác của khoa học. Còn chúng ta học thắng pháp thì cũng tương tự cho chúng ta biết như vậy. Thành ra ngoài cái sự liên tưởng đến kinh tạng á, thì thưa quý Phật tử, chúng ta lại có một cái yếu tố thứ hai, mà cái yếu tố này nó có một giá trị đặc biệt cho cái tiện lợi cho chúng ta ngày hôm nay, là những vị nào đã quen thuộc với cái trình bày của khoa học ngày nay, đặc biệt là trong ngành những ngành như là hóa học, vật lý, toán học, vân vân, thì chúng ta sẽ rất là cảm kích, rất là sung sướng và cảm thấy vui được là mình học Phật pháp cũng có một cái bộ phận của Phật pháp mà giảng theo tính cách như vậy, giúp cho chúng ta hiểu vấn đề chính xác hơn. Chúng tôi lấy ví dụ như là khi mà mình nói là sơ thiền là có hữu tầm hữu tứ, hay là sơ thiền nhị thiền ở trong tinh thần vô tầm vô tứ chẳng hạn, nhưng mà trong thắng pháp thì tầm tứ được phân biệt rất là khẳng hồi, và những tâm nào có tầm không tứ, những tâm nào không có tầm tứ, những tâm nào có không tầm mà có tứ chẳng hạn, thì chúng ta nghe một cách rất là chính xác. Thì như vậy cái lợi của khoa học ngày nay là giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta học về thắng pháp, nó cũng là một cách để chúng ta phân biệt được một số những cái ý nghĩa của Phật pháp trong cái sự thực hành đời sống hàng ngày. Dạ. Và nói đến điểm này thì chúng ta cũng phải nói luôn đến chuyện thành thiền. Có lẽ là không ít những người Phật tử ngày hôm nay khi mà đi hành thiền đó, thì quý vị thường biết rằng thiền lý niệm xứ là một cái sự thực hành rất là phổ biến, rất là nổi bật ở tại Miến Điện. Và cùng lúc Miến Điện lại là một quốc gia mà môn thắng pháp Abhidhamma được học rất là nhiều. Thì những vị mà thiền sư, ví dụ như là Ngài Kim Triệu chẳng hạn, Ngài Kim Triệu dạy ở đây, thì Ngài Kim Triệu thỉnh thoảng Ngài nhắc đến thắng pháp. Và chúng tôi biết những vị thiền sư Miến Điện, vị nào cũng có trang bị về thắng pháp hết. Có trang bị thắng pháp. Thì điều này đừng xem là một sự tình cờ, một sự ngẫu nhiên, mà có cái lý do để giữa thắng pháp nó liên hệ đến sự thực hành thiền quán, thiền tứ niệm xứ ra sao. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là
ở trong kinh Đạn nói rằng có cảm thọ không có người cảm thọ. Dạ, có gặt quả, có quả chứ không có người gặt quả. Và điều này đó thì khi áp dụng vào trong thiền quán đó, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy thế giới của hiện tượng chỉ là hiện tượng. Dạ, đây là thọ lạc, đây khổ ưu, đây là thọ hỷ, đây thọ xả, chứ không phải nói là tôi vui, tôi buồn, tôi thế này, tôi thế kia, không có thêm cái tôi vào trong đó. Mà chúng ta thấy rằng hiện tượng đơn thuần chỉ là hiện tượng. Và khi nói về điểm này thì chúng ta nên hiểu rằng kinh Đạn đó có dạy về sự thực hành như vậy, nhưng mà chính Thắng Pháp Tạng là đưa chúng ta vào trong một cái thế giới mà hiện tượng và không có liên quan đến ngã tính. Không phải điều này là điều chỉ có nói trong Thắng Pháp thôi, ở trong kinh Tạng Đức Phật này cũng dạy rằng ngày như ngày vậy, Tôn giả Rahula là đối với tất cả mọi pháp, tất cả những thế giới hiện tượng đó, thì không nên chấp là đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đây là một cái chìa khóa rất là quan trọng với người hành thiền. Ví dụ chúng ta nói rằng đây là thọ ưu, nhìn thấy thọ ưu sinh khởi thì chúng ta thấy nó là một hiện tượng, giống như chúng ta nói hôm nay trời nắng hay trời mưa, đề nắng hay mưa. Nhưng mà nói tôi buồn, có chữ tôi trong đó thì nó lại khác đi. Nó tôi buồn ở đây tức là hay là nỗi buồn của tôi, hay là đó là tôi đó. Thì cái tôi buồn, nỗi buồn của tôi đó là tôi đó, thì quý vị nó lại có một tạo một phản ứng tâm lý khác. Yeah, một phản ứng tâm lý khác. Cũng giống như quý vị Phật tử mà đi buôn bán, đi buôn bán, quý vị có những người khác mà họ, giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nha, dường như là sự phê ti nhắn gì với chúng tôi, quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Ôi dạ vâng, dạ cảm ơn Phương xin thị trường. Thì thưa quý vị, nếu có một người khách mà họ gặp vấn đề gì, hay là họ thích không thích một món hàng gì đó, họ đổi lại đó, mà chúng ta làm theo một cái quy định rõ ràng là khi có món đồ hư thì chúng ta đổi lại, chúng ta sửa lại, nó là việc khác. Nhưng mà nếu một người khách mà họ thay vì muốn đồ gặp vấn đề đó, mà chúng ta nghĩ rằng người này là người xấu, người này họ đang chê cái tiệm mình, chê cái công ty của mình, vân vân, thì cái chuyện nó lớn chuyện thật. Khi mà chúng ta gặp nỗi buồn, chúng ta biết đó là buồn nó khác, thì chúng ta nói tôi buồn, hay là tôi bị buồn, hay là người ta tạo cho tôi buồn chẳng hạn, thì nó có cái tôi trong đó là ý nghĩa khác. Nên chi về phương diện pháp hành đó, thì sẽ có lời lên rất nhiều nếu chúng ta biết về thắng pháp. Thì như vậy, ý chúng tôi nói đây là khi mà mình học Phật pháp á, mà mình có cái sự liên đới đến kinh Tạng, mình học Phật pháp mà chúng ta có kiến thức khoa học ngày nay, một điều mà cổ nhân ngày xưa cách đây 1000 năm lại không có được. Và chúng ta học Phật pháp mà liên pháp hành, học thắng pháp liên pháp hành, thì quý vị sẽ thấy rằng thắng pháp là bổ trợ cho Phật học. Thắng pháp cho chúng ta cái thắng duyên để hiểu Phật học, chứ không phải thắng pháp là một vấn đề như người nghĩ. Chúng tôi được Đại Đức Từ Tri cho biết là Thượng Tọa Tự Quyền đang có mặt trước máy và nghe được. Nếu Tọa Tự Quyền nghe được thì xin Thượng Tọa Tự Quyền hoan nghị cho biết, để thính Thượng Tọa Tự Quyền có một vài chia sẻ cho sa thú. Thượng Tọa Tự Quyền, hôm nay là chúng ta học bài học đầu tiên của giáo trình Thắng Pháp Tập Yếu đó. Thượng Tọa Tự Quyền hoan nghị chia sẻ một vài kinh nghiệm là có nhiều người học thấy rằng thắng pháp khó nhớ quá, thắng pháp rối quá, mình nghe giảng kinh Đạn đã thấy khó nhớ rồi, mà mình học thắng pháp thì khó nhớ nữa. Thì chúng ta nên làm thế nào trong trường hợp như vậy để chúng ta dễ dàng hơn? Xin cái thỉnh từ tổ tiên. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai, Giới Thơ để chúng được nghe rõ.
Dạ, cảm ơn sư Tiri. Chúng con kính đề đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính đề đến sư phụ Tỳ Siêu và thượng giác đẳng. Thân tâm hành lễ Đức Từ Kỳ Đức Từ Đức Sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đúng với tâm linh của sư Phật tử. Và quả thật thì có thể nói học thắng pháp, ai mà có cái duyên lớn thì buổi ban đầu sẽ thích học. Nhưng ngược lại, có những người buổi đầu tiên thấy khó nhưng đều mà cố gắng thì người đó sẽ thành tựu. Và trong cuộc đời này thì cái gì cũng vậy, mưa dầm mà mới thấm đất. Và chúng ta nghe và chúng ta học nhiều thì nó sẽ hiểu. Đó là cái giá trị sự thật. Mà nếu như chư Phật tử cảm thấy thí dụ như bây giờ, như quý vị đã vừa nghe qua, đã học qua sơ một cái phần, vì học là cái phần thắng pháp, mà cũng trên một số cái từ ngữ nữa, thì quý vị không lạ nữa. Đó là chúng ta được đấy chứ. Nói về tâm tham, tâm sân, tâm si, nói về tương ưng tâm, sở thuộc tâm, thuộc ánh tâm, chúng ta biết. Nó cảm và nó được bao nhiêu thọ, bao nhiêu quẩn, bao nhiêu xứ, bao nhiêu giới, bao nhiêu đế, thì cái đó là bài bản. Nhưng điều mà để mà chia theo gọi là như các vị đã được học và các vị dạy cho người ta thì phải là quẩn xứ giới đế cho nó vẫn còn. Quý vị chỉ hiểu trên một tầm mức, tức hiểu trên cái giá trị của thánh pháp, hiểu trên cái gì, cái giá trị của chân đế, thì chúng ta cần phải hiểu thực. Và nếu như ai có cái tâm, có cái niềm tin, có cái tâm đối với Phật pháp thì người đó sẽ học được. Và chúng ta sẽ càng tôi luyện nó một chút xíu. Thì nó khó là nó khó, mà nếu nó dễ, nó dễ, người ta học được, mình sẽ học được. Người ta có thể đi hơn mình một chút xíu rồi mình cũng về. Về tới. Chứ không có. Còn nếu như nghĩ rằng quan tâm thì đấy cũng là đánh mất một cái cơ may của mình, đánh mất một cái hữu duyên của chính mình. Chắc chắn rằng cũng như thở xưa quý vị đọc tiếng Bali nó rất là khó, nhưng khi học vô rồi đọc vô rồi chúng ta sẽ thích. Cũng như vi diệu pháp như vậy cũng vậy. Và ít nhất một phần khuyến khích quý vị một phần, tức là để chúng ta có một phước trí tuệ. Chúng ta chưa hiểu, ngày hôm nay chưa hiểu, ngày mai cũng sẽ được hiểu. Không hiểu về lý cũng hiểu về từ, không hiểu về lý về từ hiểu về nghĩa. Dạ, con thỉnh thương ta cây quyền cầm bích trở lại ạ. Và một lần nữa chúng con cùng thỉnh thường tọa Tây Nguyên cầm mic trở lại ạ. Yeah. Có lẽ khi nào thì tôi tự mình trở lại thì chúng ta sẽ thỉnh thì tôi tự mình chúc phúc cho
tôi muốn nói về điểm này là mình học cái gì đi nữa, mình cũng cần tìm một cái nguồn cảm hứng. Cái sự cảm hứng này nó sẽ tạo cho mình sự ưa thích. Và khi mình ưa thích thì dù có ai cản mình, có ai ngăn mình, dù rằng mình khó khăn đâu mình cũng học. Thì tôi không có dám nói là dùng cái chữ này nó hơi kỳ, rồi chữ ghiền, nhưng mà khi nào mà học Thánh Pháp mà học tới rồi đó, thì quý vị sẽ cảm thấy thích lắm. Mình thường thích đọc, mình thường thích lắng nghe, và mình thường thích nghiên cứu, và mình nghe gì mình khoa kỹ. Ví dụ như là quý vị thấy chúng tôi vừa giảng xong bài, nhưng mà Hòa Thượng tự siêu vào và thượng chỉ nói 20 phút thôi. Nhưng với Phật tử thì 20 phút đó là 20 phút. Nhưng mà thật ra thì trong một số điều mà Hòa Thượng tự siêu nói có những điểm làm cho chúng tôi cảm thấy rất hoan hỷ. Cái hoan hỷ đó phải là chúng tôi chưa từng biết, nhưng mà khi mà nhắc lại đó thì mình nghe được một cái chiều nào đó, ở cái chiều kích nào khác. Và điều này nó lại có lợi cho chúng ta rất nhiều. Thì quý Phật tử hỏi rằng vậy thì mình học Thánh Pháp có điều gì để hoan hỷ? Thì quý vị, chúng ta phải nói đến một số điểm. Là thứ nhất đó, là học Thánh Pháp sẽ làm giàu cái dụng ngữ Phật học của chúng ta. Học Phật Pháp mà chúng ta nghe từ nào cũng xa lạ, và phần lớn cũng xa lạ đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy học nó ngắn lắm. Nhưng một lúc nào đó mà quý vị nào, chúng tôi biết rằng ở trong lớp học này có những vị mà hay rất là thích nghe Pháp, ở trong lớp nghe qua Facebook kia này kia quý vị biết, mà khi vị nào thích, chúng tôi biết rằng các thì đó tương đối đã quen thuộc, và quen thuộc với một số lớn những thường ngữ Phật học. Nếu không quen thuộc thì nghe nó mệt, nghe nó chán lắm thưa quý vị. Nhưng một khi mà đã có quen của thường ngữ rồi mình thích nghe. Cũng giống như là bây giờ mà mình sống ở Mỹ mình có nhiều cái dùng ngữ, mình nghe tin tức hiểu, mình mới thích nghe tin tức. Còn nếu mình nghe tin tức mà nghe nó nửa hiểu nửa không á, hay là nghe bài chốt bài nhán á, thì thường thường chúng ta thích nghe tiếng Việt hơn. Thì khi mà chúng ta biết nhiều về cái thuật ngữ Phật học á, thì mình sẽ nghe Pháp cái khoảng kỹ. Và Thắng Pháp có cả một kho tàng, chúng tôi cảm động với vị Thắng Pháp có cả một kho tàng về thuật ngữ Phật học rất là thích thú. Và điểm thích thú thứ hai của Thắng Pháp á, là nói cái nào nó phải ra cái đó. Dạ, chứ Thắng Pháp không có nói cái kiểu mà chúng ta nói ở bên ngoài, ca ngợi ví dụ như chữ Indriya mà quý vị nghe trong kinh Tạng thì đôi khi chữ Indriya thì mình biết rất là mờ, chúng ta nói về căn, về quyền, vân vân. Nhưng mà Indriya, chữ căn, chữ quyền ở trong Thắng Pháp phải có định nghĩa rõ ràng, phải nêu cái gì pháp. Dạ, Indriya nói về cái gì, tại sao trong nhiều pháp mà chỉ có những pháp về Indriya, thì chúng ta đọc chúng ta hiểu liền. Nên về điểm này thưa quý Phật tử, cái vị nào mà có học Thánh Pháp á, thì thấy rằng Thánh Pháp có lợi, Thánh Pháp giúp cho chúng ta hiểu vấn đề chính xác. Còn nếu mà chúng ta không có dạ quý vị qua kiểm trời chúng tôi chút xíu nha. Can I talk to Fante later, Fante? I'm in the classroom now. Yes, Fante. Fante, yes, Fante, can I call you back about 20 minutes? I'm in the classroom now. Thank you. Yeah. Yeah, xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thì thưa quý vị, một cái đặc điểm của Thắng Pháp là nói ở đâu ra ở đó, và nói ở đâu ra đó. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị nghe chúng tôi nói về chữ sách tha má, chữ diệu pháp, và chữ áp tha má là Thắng Pháp. Thì nếu một người bình thường nghe chữ áp tha má và sách tha má, nghe diệu pháp và Thắng Pháp đó, pháp thù thắng và pháp vi diệu, thì giống nhau thôi. Nhưng mà ở đây chúng tôi phải nói rõ rằng cái chữ sách tha má là cái chữ nó mang tới cách xưng đáng và bằng cái cách ca ngợi. Thì mình xưng đáng ca ngợi nó khác với chữ Thắng Pháp, là cái pháp để đặc biệt nói về một cái bộ phận nào đó. Chúng ta phải định nghĩa lại. Thì quý Phật tử khi mà đi vào trong cái thế giới Phật học đó,
có một điểm này là ở trong Phật pháp mà riêng về kinh tạng Pali đó thì không có thể nói lan man được. Dạ, nói ra chuyện nào ra chuyện đó. À, ví dụ như là mình nói vua A Dục, vua A Dục là một vị vua có công đóng góp với chánh pháp, nhưng mà khi vị này mất đi vì lý do khởi tâm sân với những vị đại thần ở trong triều nên khi sanh làm con rắn, để trong kinh tạng cũng ghi lại, chứ không phải nói vua A Dục mà nói cái gì cũng tốt thì vua A Dục không phải vậy. Nhưng mà khi mình đi vào trong tạng Pali nói cái nào ra cái đó rồi thì cái điều này nó đặc biệt lại quan trọng hơn trong thắng pháp. Dạ, đặc biệt rất là quan trọng trong thắng pháp. Ví dụ như ở trong thắng pháp nói về bốn là thiền vô sắc. Dạ, thì có những cái thiền nào mà thuộc về chi tiết và có thuộc là cảnh nào thuộc về bản thể. Ví dụ như không vô biên là thuộc về cảnh tục đế, chúng ta nói vô sở hữu cảnh tục đế, nhưng mà thức vô biên là tại vì nó nói về cảnh tương đế, tại sức vô biên là dựa trên cái nhìn lại không vô biên, và phi tưởng phi vô tưởng là nhìn lại cái gọi là vô sở hữu. Thì những cái chính xác như vậy đó, tại sao mà cũng là thiền vô sắc mà có cái biết cảnh tục đế, cái biết chân đế. Thì lúc bây giờ chúng ta học bây giờ pháp, chúng ta mới vỡ lẽ ra những điều này, và những điều này không có ghi trong kinh tạng. Ở trong ngoài cái chuyện mà làm giàu thuật ngữ chúng ta đó, thì thắng pháp lại cho chúng ta một cái nhìn khác, là một cái nhìn cách rồi là đâu đó ra đó, chứ chúng ta không thể hiểu lan man mà hiểu tánh cách là triết học mà cứ đi từ cái này sang cái khác. Một từ mà chúng ta có thể vẽ ra thành cả chục từ và hiểu theo 100 cách khác nhau, không phải. Thắng pháp đòi hỏi chúng ta phải hiểu rất là tinh xác, cũng như là quý Phật tử mà làm mộc hay làm hồ, mình đo là phải đo chính xác mới cắt gỗ cho nó đúng và nó mới liên lạc với nhau và mình mới xây cất được. Chứ nếu mà cái này dư đầu này cái thiếu đầu kia, nó làm lệch, làm méo, làm nghiêng thì không được. Thì ở trong một số các lĩnh vực của đời sống thì cần sự chính xác như thế nào, thì đối với thắng pháp cũng vậy. Hay quý Phật tử có thấy rằng ngày nay có một vài cái thực phẩm mà chúng ta ăn đó, họ có để một cái họ để một cái ghi chú là thực phẩm này được sản xuất ở tại một cái công ty sản xuất mà ở đó có sản xuất đậu phộng. Ồ, mình chắc rất kỳ vậy. Tại sao mà cái công ty nó sản xuất đậu phộng với sản xuất cái bánh đậu xanh này mắc mớ gì mà phải để nhau? Nhưng thực sự có liên hệ rất nhiều. Tại vì thứ vì có những người bị dị ứng đậu phộng, chỉ một chút đậu phộng thôi thì cũng làm cho người đó chết được. Thành ra với những người mà dị ứng cao độ về đậu phộng đó, thì bắt buộc là những cái nhà máy đó khi họ đóng bao đóng gói đó, họ phải ghi rõ là sản phẩm này nó rất có thể nó bị nhiễm đậu phộng. Mình nói đậu phộng nhiễm chút ăn thôi gì, đâu phải mình ăn cả một thố đậu phộng, không phải. Quý vị có biết rằng có những người mà nhiễm đậu phộng ấy, chỉ một chút dính vô thôi là cũng nguy nữa. Mà cái đó chúng ta biết chính xác. Dạ, chúng ta biết đã rồi. Nên chi trong thắng pháp thì đòi hỏi một điều là sự tinh xác. Và cái thắng pháp đó lại cho chúng ta một cái cơ sở lý luận khác với cái cách mà lý luận ở trong kinh tạng. Dạ, khác với lý luận trong kinh tạng. Chúng tôi nói như vậy là bây giờ mình nói là Samana Phala là sa môn quả. Thì cái Samana Phala sa môn quả đó là cái quả báo sa môn đó mà chúng ta đọc ở trong kinh tạng. Thì cái quả báo đó nó mang rất là nhiều cái khái niệm về đời sống đi tu. Ví dụ như là mình đi tu, mình không phải tạo ác nghiệp là phải rồi, mình tu mình nhẹ nhàng thanh thoát là phải rồi, mình đi tu là mình thế này thế kia. Nhưng mà trong thắng pháp thì không có nói như vậy được. Thắng pháp đó là nói về gọi là quả đó, thì nó không thể là tâm thiện, mà gọi là tâm thiện thì nó còn không gọi là tâm quả. Ví dụ như bây giờ do mình đi xuất gia và đời sống xuất gia như vậy, giống như ngày Phá Đi Giá là cảm thấy
không có phải lo lắng chuyện vợ con, không phải lo lắng là mình phải đi xe nào, mặc áo nào, v.v. Thì cái đó gọi là quả, nhưng cái quả đó trong Thánh Pháp có nha. Ở trong Thánh Pháp nói rằng đây là tâm thiện và đây là quả di thực. Và cái tâm quả di thực đó là tâm. Tâm đó là việc gì? Tâm đó là việc tục sinh, hộ kiếp hay hoặc giả là dư hướng. Và cái tâm quả đóng vai trò gì? Nó tạo nên con người gì? Thì cái tâm quả đó, đó nó là một tâm quả hẳn hồi. Chứ nó không phải là cái tâm mà nó nằm ở giữa cái sự pha lẫn giữa tâm tâm thiện và tâm quả không có. Về những này đó, lý luận sáng tạo Thắng Pháp đó, nó phải dựa trên một cái cơ sở lý luận. Và lý luận là đâu ra đó. Và những cái cơ sở lý luận này đó, nhiều khi mà quý vị nghe nghe một vài vị giảng sư, thí dụ Hòa Thượng Từ Siêu, đôi khi Hòa Thượng không thích cái chuyện gì đó, Hòa Thượng than phiền. Nó không phải là vì Hòa Thượng than phiền, là vì cái đó mình không thích, không thích, mà nghe nó trái tai, nghe nó không có đúng theo cái chi pháp, không đúng, đúng theo điều pháp. Và chúng tôi biết một số các vị giảng sư cũng vậy, như là Hòa Thượng Chắc Chánh hạn. Và khi Hòa Thượng nghe cái đó, Hòa Thượng không đồng ý. Chúng tôi nhớ ngày xưa có một lần mà Hòa Thượng Giác Chánh nói chuyện với Hòa Thượng Vi Minh. Hòa Thượng không được đồng ý về cái cách định nghĩa về tâm từ. Lúc chúng tôi còn nhỏ lắm, mà chúng tôi đi tham dự buổi pháp đàm đó, và Hòa Thượng Giác Chánh nói rất là mạnh. Thì sau đó có một vài người họ nói rằng ô, cái chuyện đó đâu có cần thiết phải nói mạnh như vậy đâu. Và cái nào đó cũng là tâm từ hết. Tâm từ là tâm thương xót, tâm thân thiện, mong cho bất cả chúng sanh được an lạc. Như trong Thắng Pháp không nói, không có nói như vậy. Và trong Thắng Pháp thì đây là tâm từ, đây là vô sân, và đây là một hành động từ mẫn. Những chuyện đó nó mang một cái nó mang một cái ý nghĩa khác nhau, và một cái trạng thái vô sân. Vô sân nó là tâm từ khi nào nó được thể hiện gì đó, nhưng mà vô sân nó cũng là bản chất tự nhiên của tâm tịnh hảo. về những cái cơ sở lý luận đó. Dạ. Tức là vô sân, tâm từ chính là một sự chính là tâm vô sân được khai triển, nhưng mà không nên nói vô sân hẳn là tâm từ. Thí dụ đó là cơ sở lý luận. Nó giống như chúng ta nói rằng bà Nguyễn Thị B là người đàn bà, nhưng mà người đàn bà không phải là bà Nguyễn Thị B. Đàn bà thì có hàng tỷ người đàn bà trên thế giới này. Thắng Pháp cho chúng ta một cái cách nhìn, một cách lý luận khác. Và thưa quý vị, chúng tôi nghĩ chắc Thượng tọa Tuyên Quyền không có trở vào công chắc Thượng tọa Tuyên Quyền trở vào trong rung mà hết giờ rồi. Thật ra thôi thì chúng tôi xin được tóm tắt như vậy là khi mà chúng tôi soạn giáo trình Thắng Pháp phổ thông này đó, thì chúng tôi đi ngược lại với nhiều cách trình bày. Mặc dù quyển sách này đã được trình bày trước kia rất là nhiều, bởi Hòa Thượng Tịnh Sự, bởi Hòa Thượng Minh Châu, rồi bởi cái bản dịch của người Narada, như là biểu bộ Toán Yếu Vi Diệu Pháp của bác Phật Cực Kiêu Thánh Dịch chẳng hạn. Nhưng bộ này đối với chúng tôi đó là chúng tôi sẽ cố gắng trình bày trong cái mức độ đơn giản, và quý vị học đơn giản. Và quý vị nhớ trong phần chú thích đó, mỗi một cái đoạn giảng chúng tôi có cái dòng chữ nghiêng. Cái dòng chữ nghiêng đó là những cái điểm tốt yếu mà quý vị nên nhớ, và quý vị học nên nhớ xoáy vào những điểm đó. Và chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ để đón nhận được cái gia tài vĩ đại mà Đức Phật Đấng Từ Phụ đã để lại cho tất cả chúng ta. Bởi vì sao? Chúng ta nên nhìn cuộc đời này đi qua rất là nhanh. Chúng ta không có nhiều thời giờ để hoang phí trong cuộc đời này. Và nếu cái duyên mai mà chúng ta tiếp xúc được với Chánh Pháp, nếu có duyên mai mà chúng ta đi vào cái môn Thắng Pháp, thì chúng ta được hưởng dụng nhiều gia tài của Đức Phật để lại. Và cuối cùng rồi, trong cuộc sống chúng ta sẽ thấy rằng chính Phật Pháp lại mang lại cho chúng ta an lạc đời này, đời sau, mang sự an lạc của thân và tâm, mang lại cái sự an lạc giữa cái sự phát triển trí tuệ và vun bồi phước đức. Còn tất cả những cái tranh chấp hơn thua thù hận, những thế sự đổi thay, chiến tranh hòa bình, chuyện này chuyện kia, tranh danh đoạt lợi, thứ gì thật ra nó là phù du thôi. Và tại sao chúng ta có được gia tài của Đức Phật để lại mà chúng ta không hưởng?
nên chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau để hoan hỷ học, cùng nhau để hoan hỷ suy nghiệm, suy tư, và cùng nhau hoan hỷ để trao đổi chia sẻ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình kinh học Pali qua kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Tuệ Siêu. Hòa Thượng Tuệ Siêu là vị biên soạn và giảng dạy. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng đông đùm thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng giải bài học ngày hôm nay cho chúng con được hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ơn đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Hà giá. Và con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sapa Bhuta Lupa Vena Soti Hontu Nirontaran Hotu Sapa Sumangalanga